Chúng ta đang ở tại chùa Hải Đức trong dịp cúng rằm Hạ Nguyên, tức là rằm tháng 10. Ngày hôm qua Pháp Hòa có giới thiệu đến đại chúng cái bài sám có tên là sám ngã niệm. Trong truyền thống Phật giáo Việt Nam, hay nói chung là ngay cả truyền thống Phật giáo Trung Quốc, trong một cái nghi lễ hàng ngày mình tụng á, thì trong cái thời kinh đó thì ít nhiều thì chúng ta sẽ có tụng một bài sám. Thí dụ như buổi sáng công phu thì tụng bài sám Phổ Hiền, tức là tụng 10 cái hạnh nguyện của Đức Phổ Hiền trích từ trong kinh Hoa Nghiêm: nhất giả lễ kính chư Phật, nhị giả xưng tán Như Lai. Có khi thì người ta không tụng bài sám Phổ Hiền mà người ta tụng cái bài sám Quy Mạng. Sám Quy Mạng nó dài lắm, thì bắt đầu từ cái câu là đệ tử chúng đẳng quy mạng thập phương điều ngự sư, diễn dương thanh tịnh vi diệu pháp, tam thừa tứ quả giải thoát tăng, nguyện tứ từ bi a nhiếp thọ. Đệ tử chúng đẳng tự vi chân tánh, uổng nhập mê lưu, tùy sanh tử dĩ phiêu trầm, vân vân, và rất dài. Thì ở trong chùa tụng thời kinh nào cũng có sám hết. Ví dụ như buổi chiều công phu tụng Di Đà xong, ta tụng bài sám nói về sự niệm Phật. Có khi người ta tụng cái bài sám một lòng mỏi mệt không nài, cầu về cực lạc ngồi đài liên hoa. Thì cái bài sám này được dịch từ một bài sám bằng tiếng Hán: quy mạng cực lạc thế giới A-di-đà Phật, nguyện dĩ tịnh quang chiếu ngã, từ thể nhiếp ngã, ngã kim chánh niệm, xưng Như Lai danh vì Bồ Đề Đạo, cầu sanh tịnh độ, Phật tích bổn thể, vân vân. Thì cái bài sám đó dịch ra tiếng Việt là: một lòng mỏi mệt không nài, cầu về cực lạc ngồi đài liên hoa. Thì những cái ở trong nghi lễ nào hễ mà cầu siêu, có sám cầu siêu. Ví dụ như trước khi đi an táng một cái đám tang, tụng sám gì? Sám tống tán đời người, cuộc hồng trần xoay dần quá ngán, kiếp phù sinh tụ tán mấy năm hồi. Cái bài sám đó nó chuyên chở những cái ý nghĩa về sự thật của cuộc đời. Bởi vì hồi nào đứng đứng ngồi ngồi, bây giờ thiêm thiếp như chồi cây khô, đúng quá trời quá đất. Hồi nào du lịch giang hồ, bây giờ nhắm mắt mà vô quan tài, đúng không? Hồi nào lượt dắt trăm cài, bây giờ gửi xác ra ngoài gò hoang. Nói sự thật cái đời. Rồi có khi người ta tụng bài sám để khuyến mình tu, chữ rằng công đức vô lượng, mười phương chư Phật thường thường đổ sanh, ai ơi gắn chí tu hành, để sao đến bực vô sanh mà nhờ. Người đời sống phải tri cơ, gương lưu vì bụi, trăng mờ vì mây, chở che nhờ đức cao dày, dẫu tu cho mấy chẳng tài tu tâm. Những cái bài sám khuyến tu. Ở trong đó có cái câu: cuộc đời tựa thể chim bao, công danh phú quý hơi nào mà mong, cho hay hoa nở cũng tàn, pháo càng kêu lớn càng tan xác nhiều. Mình nổ nhiều. Pháo càng kêu lớn càng tan xác nhiều. Anh đừng có, anh nổ, nổ vừa vừa thôi. Nổ đủ nghe thôi. Anh nổ quá bóp trời thiên. Nổ, anh nổ toàn pháo đại không. Tôi thấy anh tôi chạy mất. Anh pháo tiểu tôi còn chơi được không. Anh nổ pháo đại, nhưng mà anh đừng quên, pháo càng kêu lớn càng tan xác nhiều. Và cái câu đó nó còn có cái: người mà càng cao danh vọng thì càng dày gian nan. Đúng như vậy. Thành nữa là những cái bài sám, rồi có những cái bài sám như là khuyến mình tu, chốn thảo lư an cư dưỡng tánh. Thảo lư tức là cái nhà mà lọt bằng cỏ, bằng tranh, cho nên gọi là thảo lư. Chốn thảo lư an cư dưỡng tánh, tức là người đã ở yên và để dưỡng cái tánh tình của mình. Để làm gì? Để dốc một lòng nhập thánh siêu phàm. Vì sao? Vì sắc tài danh lợi chẳng ham, thị phi phủi sạch luận đàm mặc ai. Tiếc ban mai lâu dài chi đó, thân người đời nào có bao lâu, nhộn nhàng trong cuộc bể dâu, xuân xanh mới đó bạc đầu rồi đấy. Trời, những cái bài sám đó nghe khít. Mà thầy nào, cô nào mà có cái giọng thiền đó, tụng nghe nó ban đêm mà khuya
ảnh ương đó, nó kêu dế ếch rồi nó kêu nghe. Mà ở trong này á, một cái chòi am mà thắp cái đèn dầu trứng vịt mà le lét mà nghe mấy cái bài sám đó thôi tu chết đi được. Hay là những cái bài sám mà vóc bào ảnh lắm người ưa tiếc thân cho thiệt vì thân, cuộc vui những ước vô ngần nào hay vui vẫn là nhân chát sầu. Kiếp người thế bóng câu cửa sổ, chất huyển hư giọt lệ lòng hoa. Đôi mươi trẻ, 90 già, số phần yểu thọ khó qua vô thường. Dép dưới giường, lên giường vội biệt, sống ngày nay dễ biết ngày mai. Mạng người hô hấp kinh thai, nghĩ cơn vĩnh biệt tuyền đài mà đau. Những cái câu, những cái bài sám nó nói gì? Nói về sự khuyến tu, nói về cuộc đời, nói về đủ thứ hết. Rồi đem điển tích vô. Nhớ xưa Vương Khải Thạch Sùng. Quý vị nhớ tích của Vương Khải Thạch Sùng. Công danh phú quý cũng chung một thời, của đời để lại cho đời, giàu sang mà khỏi luân hồi đẳng chắn. Đổi thay mấy tạo không ngần, mấy tạo tức là cái máy tạo hóa đó. Thời xưa ta nói cái đấng tạo hóa như cái máy vậy đó, xanh dời đủ thứ hết. Bức tranh vân cẩu mấy tầng xa xa, đưa đi ra trước cửa thấy mây mấy lớp, chạy vô nhà gọi người nhà ra, trời ơi Quan Âm xuất hiện, bị mây nó dần dần, tưởng đâu Quan Âm, chạy ra mất rồi. Bức tranh vân cẩu, vân là mây đó, thấy không? Con cái mây nó vẽ hình như con chó vậy mà chạy ra, con chó mất tiêu rồi. Mấy tầng xa xa, khuyên đừng trách lẫn trời già, tại vì mình khổ mình hay trách đó. Cao xanh ơi hỡi cao xanh, khuyên đừng trách lẫn trời già, trời không hiện hữu chánh tà do tâm. Ông trời đâu có làm gì cho mình đâu, mọi việc là do mình. Thì bài sám, sám có nghĩa là những cái lời hay ý đẹp của chư tổ viết ra theo sự tư duy của quý ngài, lấy giáo lý của Phật nè, lấy điển tích của thế gian nè. Thí dụ như cái câu làm giàu sang chưa chín một nồi kê đó, ví dụ như vậy đó. Cái cuộc đời nó giống như nó mau, giống như là mình nấu một nồi cháo kê vậy đó. Cháo kê là cái nồi mà nó mau nở lắm, mà nghĩa là nhiều khi nấu nó chưa nở mà hết đời người rồi đó. Có một cái chú nọ về nhà thăm mẹ, mẹ mới nói con muốn ăn gì, chú nói con thèm bún. Bà mẹ vô trong bếp luộc cho gói bún. Chú ngồi bàn chú chết rồi, bà già luộc cái gói bún ra đem cho chú ăn, lợi xô chú không trả lời, đi ngay, nghĩa là gói bún chưa luộc xong chú ngồi chú mất luôn. Đó, cái đám tang của chú không có dự đó. Thì mình mới thấy là giàu sang chưa chín một nồi kê. Thì Pháp Hòa nói như vậy là tại chúng thấy trong cái nghi lễ của chúng ta, đặc biệt là trong truyền thống Phật giáo Bắc truyền, tụng thời kinh nào cũng có sám, và tùy theo trường hợp. Hễ vía Di Đà có sám Di Đà tụng, vía Đức Địa Tạng có sám Địa Tạng tụng, vía Đức Quan Âm có sám Quan Âm tụng, tụng kinh cầu an có sám cầu an. Con quỳ lại Phật chứng minh, hai hàng Phật tử tụng kinh cầu nguyện, cầu cho tín chủ hiện tiền, nội gia quyến thuộc bình yên điều hòa, thọ trường hưởng phước nhàn ca, phổ môn kinh tụng trong nhà thảnh thơi. Sám tức là những cái bài viết vần như vậy đó, bằng một thể văn lục bát. Rồi có khi thì bằng một cái thể văn song thất lục bát, như cái bài hồi nãy vào tụng đại chúng nghe Quy Mạng Thập Phương Điều Ngữ Sư, sư ông Nhất Hạnh dịch là quy mạng mười phương vô thượng giác, pháp màu vi diệu đã tuyên dương, thánh tăng bốn quả ba thừa độ, duỗi cánh tay vàng nguyện xót thương. Ngược dòng chân tánh từ lâu, chúng con trôi nổi biển sầu sông mê. Sư ông dịch từ cái câu tiếng Hán, đệ tử chúng đẳng tự vi chân tánh, uổng nhập mê lu. Những câu đó thể hiện bằng hai câu thơ lục bát. Ngược dòng chân tánh từ lâu, chúng con trôi nổi biển sầu sông mê, biết đâu là lối đường về, bập bềnh sóng nước chưa hề đổi lui.
bập bền vậy mà cũng không có nghĩ tới cái ngày quay về nữa. Đó, thì Pháp Hòa giải thích thêm cho đại chúng thấy thế nào là một bài sám và sám nghĩa là gì. Và chúng ta có thể tụng sám, mà hồi nhỏ Pháp Hòa thích tụng sám đó. Nhờ tụng vậy mới thuộc. Mà cái hay á, bởi nhiều khi trong cuộc đời mình có những cái cảnh mà chúng ta ở trong một cái hoàn cảnh khó, thì từ cái khó đó nó có cái hay khác. Hồi nghèo đâu có tiền photocopy đâu, nguyên cái đám Phật tử nhỏ nhỏ cỡ Pháp Hòa nhỏ đó, ăn trưa xong là chạy lên chùa chép kinh, mỗi đứa một tờ giấy để bài, để cuốn sám ra giữa, rồi một đứa ngồi đọc, mấy đứa kia ngồi viết. Viết mà làm sao viết đủ 50 bản để phát mỗi người tờ tối tụng. Mà nhờ cứ viết như vậy, hết sám này tới sám khác mà viết xong bài sám là thuộc. Viết xong là thuộc, viết xong là thuộc. Rồi cái thời mà cúp điện, quý vị nhớ cúp điện, cứ có điện ngày cúp 2 ngày thí dụ vậy đó, thì hễ khi nào có điện á, thì tụng kinh bộ, tức kinh Pháp Hoa, kinh này kinh kia. Mà hễ đêm nào cúp điện là tụng gì biết không? Tụng kinh Vu Lan. Tại vì kinh Vu Lan là văn vần. Một thở nọ Thế Tôn an trụ, xá vệ thành kỳ thủ viên trung, một liên mới đặng lục thông, muốn cho cha mẹ khỏi vòng trầm luân. Tại cái đó ai cũng thuộc hết á, cúp điện cũng sao, cứ nhắm mắt ngồi tụng thôi. À, vì vậy cho nên hễ bữa nào cúp điện là tụng kinh Vu Lan, mà nhờ kinh Vu Lan nó nhập trong tâm mình, khỏi phải lo. Rồi cái truyền thống của mình á, là cứ mỗi mùa Vu Lan á, sáng mùng 1 là bắt đầu khai kinh. Khai kinh tụng suốt cho đến rằm, đêm nào cũng kinh Vu Lan, kinh Báo Hiếu, tụng vậy lấy gì cũng thuộc. Rồi Pháp Hòa mới đi tụng đám tang á, mà nếu mà gặp cái đám đó là tụng cho cha cho mẹ thì không tụng Di Đà, tụng kinh Báo Hiếu Phụ Mẫu, vì nó đánh ngay, nó thiết thực cho gia chủ, người ta thấy được 10 cái ơn đức của cha mẹ. Tháng thứ nhất thì giữ gìn thai giáo, 10 tháng trường chu đáo mọi bề. Thứ hai sanh đẻ gớm ghê, chịu đau chịu khổ mỏi mê trăm phần. Bây giờ câu đó Hòa hay áp dụng lắm. Hỏi thầy khỏe không? Nó chịu đau chịu khổ mỏi mê trăm phần. Câu đó tụng thấm lắm á. Thì Pháp Hòa giải thích như vậy cho đại chúng thấy thế nào là sám ha. Thì sám có khi là tiếng Hán, có khi là tiếng Việt. Bây giờ hôm nay mình học cái bài sám này là sám bằng tiếng âm Hán. Bài này có tên là ngã niệm, như ngày hôm qua giải thích. Niệm tức là mình nhớ nghĩ. Mà bây giờ mình không phải nhớ nghĩ cái gì khác, mà trở lại. Mình xoay trở lại, mình nhớ nghĩ về mình. Coi cuộc đời mình, cuộc sống mình nó như thế nào. Để mình vô, mình ráng học hết cái bài này ngày hôm nay. Ngã niệm tự tùng vô thị kiếp, thất viên minh tánh tác trần lao. Ngã niệm tự tùng vô thị kiếp, tức là con nghĩ lại con từ vô thị kiếp cho đến bây giờ, gọi là ngã niệm tự tùng vô thị kiếp. Bây giờ gọi là vô thị. Vô thị là sao? Quý vị hãy nghe, đệ tử chúng con từ vô thị. Vô thị có nghĩa là không có điểm bắt đầu. Không có điểm bắt đầu nghĩa là mình phân tìm cái điểm khởi không có. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ như mình nói à, con người là phải do nam do nữ phối hợp mới có con người. Bây giờ nếu mà bây giờ nói đàn ông phải có đàn bà mới có con, mới có mình, vậy thì đàn ông từ đâu ra? Không có đàn bà sao có đàn ông? Ra nữ ra đi tìm cái gốc đàn ông từ đâu ra? Không có. Giờ mình nói con gà từ trứng gà từ con gà mà ra, vậy thì hỏi con gà từ đâu ra? Nếu mà nói cái trứng cũng không được, bởi vì cái trứng cũng phải từ con gà. Bây giờ nói con gà từ cái trứng từ con gà, nói hoài nó không hết. Cái chỗ đó gọi là vô thị. Mình cũng vậy. Ví dụ mình nói tôi sanh ra ngày mấy tháng mấy đó, mình nói thôi. Ngay cái ngày mình sanh ra thì gọi là mình sanh. Nhưng mà đó là Tây Phương đúng không? Nếu mà gặp Việt Nam hay là người Á Đông mình nói chung thì sao? Ngay khi mình ở trong bụng mẹ, mình thành một cái trứng nhỏ đó, đã tính một tuổi rồi.
Cho nên 9 tháng mình sanh là tính 1 tuổi. Cho nên người Việt mình cứ tính tuổi trội á. Rồi mấy đứa nhỏ nó không chịu, nó tính kỳ vậy. Nhưng mà mình tính vậy đó. Mà tính kiểu nào cũng là tính, gọi là tính tạm thôi chứ không thể gọi là vô thủy. Trước khi mình vô trong bụng mẹ là mình đã có phân nửa bên ba rồi, mình đã có phân nửa bên mẹ rồi. Cho nói không cùng cái chỗ vô thủy đó. Cho nên mình sanh tử sử sanh vô thủy kiếp. Như Pháp Hòa nói, này trái cam từ hạt cam, rồi hạt cam từ trái cam, vậy thì hạt trước hay là trái trước? Nói không cùng. Cái chỗ đó là chỗ vô thủy. Đệ tử chúng con từ vô thủy, gây bao nghiệp chướng bởi lầm mê. Thì ở đây cái câu ngài, cái vị tổ mới viết là ngã niệm con nghĩ lại. Ngã niệm là con nghĩ lại con. Từ vô thủy kiếp đã làm gì? Cái câu thứ nhì là thất viên minh tánh tác trần lão. Chữ thất này nghĩa là quên. Có khi mình hiểu là mất, nhưng mà cái chỗ này không thể gọi là mất mà quên. Tại sao quên? Có mà quên, chứ không phải không có. Thất viên minh tánh. Viên minh tánh là gì? Viên minh tánh là cái, nếu mình dịch theo chữ là cái tánh sáng suốt tròn đủ của mình. Mà mấy mình học Phật mình biết là ai cũng có Phật tánh, ai cũng có chân như, ai cũng có những cái mà rất là sáng suốt nơi mình, nhưng mình mất. Thất viên minh tánh, mình mất cái đó đi, hay là mình quên cái đó đi, cho nên mình mới làm cái gì? Tác trần lão. Tác là gì? Tác nghĩa là làm. Trần lao, trần là bụi bặm. Lao là gì? Lao là lao nhọc. Mình mất cái tánh viên minh sáng suốt của mình, cho nên mình mới tạo ra rất nhiều những cái việc rối rắm, khổ lụy. Rối rắm khổ lụy. Thí dụ như bây giờ mình là một cái người thảnh thơi, thì mình lại đi tìm cái ràng buộc để rồi nó không được thảnh thơi. Thất viên minh tánh tác trần lao. Con nghĩ lại, có chỗ thì dịch là con nghĩ lại từ vô thủy kiếp. Mất viên minh tánh tác trần lão, hay là quên viên minh tánh để mà làm những cái công việc gọi là rất là khổ lụy. Trần lao là vậy. Cho nên kinh Địa Tạng á có một cái phẩm gọi là Kiên Lao Địa Thần. Nhớ không? Phẩm thứ 11. Có một vị Bồ Tát phải ở trong cõi đời này là nhận chịu cái sự lao nhọc để làm gì? Để độ sanh, nhưng mà phải kiên trì lắm, chứ rồi kiên lao. Kiên trì chịu khổ. Bây giờ quý vị mình nhìn lại coi có phải mỗi chúng ta là một kiên lao địa thần không? Ở trong nhà mình đó, địa tức là cái mảnh đất mình đang ở đó. Mảnh đất mình đang ở là mình là ông địa cho đó chứ gì. Ông địa là ông đất á. Cái ông đất mà mình ở trong nhà đó có phải là mình chịu cực chịu khổ không? Ví dụ như giờ con mình á, tới giờ cái ngủ mất, còn mình làm gì? Đi coi cái bếp có tắt chưa, đi coi cửa có khóa chưa, hay là nhiều khi á, mình còn phải kiểm soát là coi nhà mình tháng này thiếu đủ như thế nào, ở Việt Nam bây giờ như thế nào, đủ thứ hết. Cho nên mỗi người của mình đang gánh vác một công việc. Cho nên mà cái chuyện nào nó cũng nhọc hết á. Đừng có nghĩ là nấu cơm không nhọc, đi làm mới nhọc. Không, chuyện nào cũng nhọc giống nhau. Nếu không có sự kiên trì làm mãi thì không bao giờ làm được việc. Kiên lao địa thần. Thất viên minh tánh tác trần lao. Xuất sanh nhập tử thọ luân hồi. Xuất là ra, nhập là vào. Vào ra sanh tử, nhận cái sự luân chuyển này, luân hồi luân chuyển này. Để làm gì? Rồi bị cái gì? Vì có cái sự luân hồi cho nên cái câu thứ kế là di trạng thù hình tao khổ sở. Di là gì? Là dời đổi. Thí dụ như mình bữa nay không ở đây nữa, mình dời chỗ khác kêu là gì? Di chuyển. Chữ di là dời đổi. À, dời đổi. Người ta kêu là di dịch đó. Chữ dịch đó, dịch cũng cái là thay đổi, dời đổi. Trời ơi, mình là thay hình đổi xác không biết bao nhiêu lần. Mà thiệt,
20 năm trước gặp mấy chú là tóc dài dài vậy nè nha. Cả 20 năm sau đổi kiểu tóc. Nội kiếp này thôi mình cũng đổi kiểu không biết bao nhiêu lần, chứ đừng nói là vô lượng vô số kiếp. Phải không? Con dạo cái mình mặc quần ống túm, con dạo mình mặc quần ống rộng, con dạo cái mặc quần nguyên, con dạo mình mua quần rách. Có nhiều khi Hà tiện mua quần nguyên về xé rách chơi đi, cho nên là khi mình nó khua, nó gặp mình cho nó khua. Đời này thôi là mình cũng di trạng rồi, phải không? Có khi ta đọc là dị, di hay dị cũng được. Dị trạng tức là trạng là gì? Là cái bóng, cái dáng của mình. Pháp Hòa xin lỗi đại chúng là thí dụ bây giờ á, mình mặc cái bộ đồ ngắn, cái mình ngồi kiểu khác nha. Mình mặc áo dài ngồi kiểu khác nha. Lên xe đạp mà không lẽ mặc áo dài mà ngồi chàng hãng phải ngồi sao? Ngồi khép hai cái chân mà ngồi bên nha. À, mà nếu mà người đó không phải người yêu cái mình vịn cái yên xe nha. Nếu mà mình phải là người yêu mình ôm eo ếch nha. Dị trạng thù hình. Mà lỡ mà thí dụ như cái xe mà chạy mà rắc rối quá, mình quýnh quá mà không biết chụp ai chụp đại vậy. Vậy sao? Cái người ta nghi ngờ, tao khổ sở. Cho nên dị trạng thù hình, tao khổ sở. Trong cái cõi luân hồi này mình thay hình đổi xác không biết bao nhiêu lần, và không có cái gì, không có cái tướng trạng nào mà không khổ. Khi mình lùn, khi mình cao, khi mình ốm, khi mình mập. Lùn quá người ta chê, cao quá người ta cũng không khen, không? Rồi hễ cao quá thì người ta nói tốn vải, to quá người ta nói hao cơm. Rốt cuộc cái ta phải lập ra nói sao? À, lùn sang ốm đẹp. À, lùn sang ốm đẹp, lùn sao sang được. À, hễ mà thấp quá kêu lùn, cao quá cũng không được. Rồi bây giờ á, mình ít có khi nào mình bằng lòng với cái tướng của mình. Nhiều khi mình nhìn người kia mình nói thôi. Pháp Hòa nói ví dụ như có nhiều người á, đi tu, thì tu có tướng đẹp quá, ta nói trời ơi đi tu đâu cần tướng đẹp, phải chi cái đẹp của ông cho tôi cũng đỡ. Đi tu không cần đẹp. À, rồi bây giờ mình mới thấy á, cái sự luân hồi của mình á, là do cái nghiệp của mình. Cái tướng của mình đời này là do cái nghiệp. Cho mình, quý vị thấy là mình, cái cách thay đổi của mình không có giống Phật. Tại sao vậy? Tại vì Phật gieo nhân lành cho nên Phật có được cái tướng lành. Hôm trước mình học 32 tướng của Phật á, mình muốn được cái tướng đẹp nào thì mình phải gieo cái nhân đó. Thí dụ Pháp Hòa nói, mình nói thật sự thôi, mình nói ví dụ như nay tôi muốn tôi có một cái gương mặt nhìn á, nhẹ nhàng, dễ thương, mà tối ngày cứ nhăn hoài lấy dễ thương cho nổi. Thật, nó thật vậy thôi. Ví dụ bây giờ mình muốn nhìn dễ thương, đẹp đẽ thì đừng nhăn. Hở chút nhăn thì lấy gì mà đẹp cho nói. Ta nói thôi thôi đừng đụng bà đó, bà hay nhăn lắm. Ta nói tới mình cái là ta có một cái điểm gì để ta nói. Phải không? Thành thử ra mình á, xuất sanh tức là ra vào mỗi ngày. Rồi bây giờ mình nói cái chuyện gần đi. Mỗi ngày mình ra vào. Có nhiều khi á, ra ngoài chợ hay ra ngoài đường hay chỗ làm coi, cũng có cái rắc rối phiền muộn. Rồi mình expect, tức là mình nghĩ mình trở về nhà mình sẽ có được bữa cơm thoải mái. Tưởng sao về nhà cũng không thoải mái cơm nước. Hay là gặp người này gặp người kia trong nhà không có được mệt, không có được yên thấm. Có nhiều người ta khoa than chợ đi làm về chỉ mong về nhà hưởng được cái không khí yên bình thôi, mà cứ lái nhái hoài, tôi mệt muốn chết. Nó nổ như cái máy trong hãng. trong hãng cũng mệt và về nhà cũng mệt, cho nên tao khổ sở. Chữ tao này là gì? Chữ tao này là tao ngộ. Chữ tao là tao ngộ, tức là mình ra vào, nếu mà mình không có tu ấy, mình sẽ gặp rất nhiều những cái khổ. Cho nên rồi đi về cũng khổ, đi ra đi vào chỗ nào cũng khổ, là bởi vì chúng ta là cái người ở trong cái đã tác cái trần lao rồi. Tao khổ sở. Bây giờ mình muốn có một cái thân tướng như Phật, thì bây giờ nếu mà đời này mình gặp cái thân gì hiện tại đây thì phải ráng tạo cái nhân khác ngược lại. Ví dụ nơi đời trước mình khinh thường người ta cho nên này mình lùn. Tại vì mình khinh thường có nghĩa là mình coi người ta thấp kém, cho nên cái nhân như vậy.
Cho nên cái quả của mình là cũng sao? Nhỏ con. Cho mình cũng thấp kém vậy. Bây giờ mình muốn vậy á, ngay cái thân thấp kém này nè, mình đừng có khinh thường người khác nữa, thì để cho đời sau thân tướng mình nó cao đẹp một chút. À, rồi thí dụ như bây giờ mình nói trời ơi, sao cái người đó có cặp mắt nhìn long lanh hiền lành quá, còn gặp con nhìn tôi sao chụp hình tôi thấy mắt tôi dữ quá, thì mình bớt đừng có trừng trợ người khác, bớt trừng trợ người khác cái con mắt mình tự nó hiền lành trở lại, thí dụ vậy đó. Thì nói trời ơi sao mà người kia nói ra lời gì nghe nó cũng hay, nó cũng dễ thương hết. Mình phải tập đời này phải nói những lời ái ngữ thì kiếp sau lời nói của mình nghe nó dễ thương. Chẳng hạn như tại sao mình nói trời cái người này có cái giọng trầm ấm ghê đó, ca rất là trầm ấm, đọc sách rất là trầm ấm. Tại sao? Vì người đó lúc nào cũng không có lên giọng với người khác. Thường thường mà mình mà có địa vị chút cái mình hay gặp người ta mình hay lên giọng. Thấy không? Mình đừng nói mình coi phim coi cái người đó hồi mà chưa có chức cái giọng khác, có cái chức rồi cái giọng khác, ngay cái tướng đi. Cho nên đi gặp ông thợ may, ông hỏi dạ bẩm quan, quan làm qua chức lớn hay chức nhỏ. Hỏi chi vậy? Nó dạ chức nhỏ thì em may sao, cái vạt trước nó lùn hơn cái vạt sau. Tại vì cái chức nhỏ thì khúm núm vậy nè, biết không? Thì khúm núm thì phải cung lại, thì cái vạt sau nó cần dài để nó đủ, còn vạt trước nó lết lết dưới đất phải cắt bớt để cho nó vừa. Ấy nếu mà ta làm chức lớn, dạ nếu quan làm chức lớn em mai vạt sau ngắn hơn vạt trước, à, vạt trước dài hơn vạt sau, tại lúc đó mình đi đâu cũng nên vậy. Phải không? Ông thợ mai ông cũng có cái di trạng thù hình tao khổ sở, ra vào lúc nào cũng gặp những cái sự khổ sở. Bây giờ phước quá trời quá đất, túc tư thiểu thiện sanh nhân đạo. Túc tư tức là mình nghĩ lại còn chút phước đời trước, túc là trước á, nghĩ lại đời trước còn chút thiểu, thiểu thiện tức là còn chút phước lành sanh được trong cõi người. Bây giờ trong lục đạo luân hồi, cõi trời, cõi A-tu-la, cõi người, cõi địa ngục, cõi ngạ quỷ, cõi súc sanh, là lục đạo. Cõi người là mặc dù chúng ta tại sao cõi người là được sanh, bởi vì trong trời, A-tu-la, người, ba cõi cao này mình là trèo không nổi lên hai cõi kia. Nhưng mà nếu mà nhìn xuống nữa là khổ à, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh là khổ à, cho nên may quá, nghe là mình rớt vô cõi người. Mặc dù còn khổ lụy đủ thứ hết, nhưng mà nhờ cái chuyện khổ lụy này cho nên mình tỉnh thức mình tu. Nhưng mà thật sự xưa đại chúng á, cái cõi, cái bản chất của cuộc đời này là khổ, cho nên đừng có mong là mình thoát khổ, hết khổ. Chữ hết và chữ thoát trong Phật giáo chúng ta dùng là để làm sao? Khi mình thấy rõ nó và không còn để nó làm lụy mình thì lúc đó mình hết hoặc là thoát. Vẫn khổ, không có mê lầm, nhưng mà mình không có lụy khổ và trách trời oán người như trước nữa, cho nên mình thoát. Cho nên cái chữ thoát của đạo Phật là như vậy đó. Giải thoát nghĩa là mình cởi mở ra, dù ở trong cảnh khổ mà không khổ. Thí dụ nè, cõi này nè, có làm mới có ăn à, không thể ngồi tụng kinh riết là Phật cho mình miếng cơm miếng cháo nào đâu. Phật còn nhờ mình bưng lên hàng tuần mà, đâu cho gì được. Vậy thì mình có làm mới có ăn, chứ không có ông nào cho mình hết á, không? Mà bây giờ có làm mới có ăn là chuyện bình thường, có gì khổ? Muốn ăn phải lăn vào bếp, cái câu Việt Nam mình dùng vậy, chứ không có gì khổ. Lái xe, trời tuyết lái chậm chậm, lái kiểu câu bồi, mình cũng bồi cao, tức là mình phải trả tiền insurance lớn lắm, phải không? Thành thử ra không có gì khổ hết. Gặp đèn đỏ phải dừng, đèn vàng thì chậm lại, đèn xanh thì tự do đi. Gặp bảng stop thì dừng, và gặp bảng yield thì nhường, có gì khổ? Vẫn thi hành những luật lệ mà không có khổ, cho nên gọi là giải thoát. Còn đôi khi mình ở trong cảnh giải thoát mà sanh ràng buộc, mình nghĩ lại mình còn chút phước sanh trong nhân đạo là loài người.
Mà trong cuộc đời này á, bản chất của nó là khổ, nhưng mà nhờ khổ cho nên ý thức tu hành cao. Ý thức tu hành cao cho nên may quá, còn được một chút phước. Giữa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh thì con người trên. Mình không bằng cõi trời, không bằng cõi A-tu-la, nhưng mà chưa chắc hai cõi kia sướng. Chẳng hạn như là cõi A-tu-la phước hơn mình dữ lắm. Muốn ăn là có ăn, nhưng mà không bữa ăn nào trọn vẹn. Đang ăn nửa chừng là thức ăn biến thành cát sỏi hết. Cho cái phước của họ là đẹp lắm. À, đàn bà rất là đẹp, nhưng mà thường hay nổi giận. À, vì vậy cho nên là họ không có được hưởng trọn cái phước. Còn cõi trời là quá sung sướng cho nên quên tu. Mà khi mà hết phước thì rơi rớt đọa lạc. Vì vậy cho nên mình mới nghĩ lại, trời ơi may mắn quá, giữa sáu cõi mình ở giữa. Rồi cái cõi này có khổ rồi có tu. Cho nên nghĩ lại con còn chút phước đời trước. Thiểu thiện là một chút thiện lành, túc là trước kia. Túc tư thiểu thiện sanh nhân đạo, may mắn con còn chút phước để con sanh vào cõi người. Rồi bây giờ cõi người này con được may mắn gì nữa? Hoạch ngộ vi phong đắc xuất gia, được một ngọn gió lành. Chữ vi phong là một ngọn gió lành, nó thanh lương, nó thổi, tự nhiên con tỉnh giác, con làm người tu. Có một lúc nào đó mình như một cái làng hồi xưa, không bao giờ mình nghĩ mình đi chùa nha. Không bao giờ mình nghĩ ngày nay mình ngồi trong chùa, mình nấu cơm cho đại chúng, mình làm việc, mình nghe giảng, mình tụng kinh. Mà thậm chí tôi cũng không nghĩ tới đời nào tôi mặc áo tràng nữa. Tự nhiên bữa nay tôi mặc áo tràng, tại trước kia mình đâu nghĩ tới. Nhưng mà tự nhiên có một cái nhân duyên lành nào đó, và người ta ví dụ như một ngọn gió, nó thổi tới, nó làm mát dịu cái tâm hồn mình. Tự nhiên bắt đầu mình vào chùa, mình tu học, hoạch ngộ vi phong đắc xuất gia, được làm người xuất gia. Nhưng mà mình không có sống của cuộc đời xuất gia. Bây giờ xuất gia là xuất phiền não gia, xuất thế tục gia, xuất tam giới gia. Xuất gia có ba nghĩa. Rời khỏi cái gia đình mình đang sống gọi là xuất thế tục gia. Rời khỏi cái nhà phiền não gọi là xuất phiền não gia. Rời khỏi cái nhà tam giới là dục giới, sắc giới, vô sắc giới gọi là xuất tam giới gia. Bây giờ hai cái gia kia thì mình, bây giờ thôi cái gia thứ ba mình chưa biết, cái nhà thứ ba mình chưa biết, nhưng mà hai cái nhà đầu mình tập làm, ra khỏi nhà thế tục và ra khỏi nhà phiền não. Bây giờ đại chúng ở đây, mình chưa là người cạo đầu đi tu thì mình chưa thể là cái người xuất thế tục gia, nhưng mà mình làm được cái chuyện gọi là xuất phiền não gia. Cho nên tất cả chúng ta cũng là người xuất gia hết, nhưng mà mình thực hiện ở cái lý tưởng nào. Còn người nào mà cạo đầu vô chùa tu, bỏ được phiền não thì người đó trọn vẹn xuất gia. Còn mình bây giờ là mình xuất gia một phần của xuất gia, tức là ra khỏi nhà phiền não. Mình đi vào chùa mình tu học là để mong mình ra khỏi được nhà phiền não. Hoạch ngộ vi phong đắc xuất gia. Để làm gì nữa? Phi tri tước phát loại sa môn. Mình làm được một dạng sa môn. Chữ sa môn là nguyên là tiếng Phạn, gọi các bậc tu hành gọi là sa môn hết. Hôm nào mình sẽ học nghĩa của chữ sa môn. Sa môn có tám mấy nghĩa lận. Vậy trong cái bài này mình muốn lược đầy đủ hết bài sám, cho nên mà dừng ở chỗ sa môn này có hết buổi á. Thì mình nói chữ sa môn là để chỉ cho những người tu hành có đạo hạnh nhưng mà khiêm cung. Chữ sa môn là một danh từ dùng khiêm cung. Ví dụ Pháp Hòa ký tên, Pháp Hòa để là Sa Môn Thích Pháp Hòa, là một cái danh từ mình khiêm nhường, khiêm cung. Mình xưng tôi là một người tu hành đơn sơ, vậy thôi. À, chữ sa môn. Mình làm cái người mặc áo, cạo đầu, tước phát, phát là tóc, tước phát. Loại sa môn nhập vào hàng ngũ người tu để mình khoác y phụi tập.
Nhưng mà mình đã có một cái lầm lỗi là mình không có sống được như vậy, cho nên gọi là hủy giới phá trai đa hóa quạng. Mình đã hủy giới phá trai nhiều tội trọng, nhiều cái lỗi lầm, hoại sinh hại vật vô từ niệm, sát hại sanh vật không có lòng từ mẫn. Từ niệm có là không có một chút gì đói nghĩ tới. Đạm nhục sang huân dưỡng uế su, ăn thịt gọi là đạm nhục. Chữ đạm này là mình, chữ đạm nghĩa là mình ăn, ăn thịt gọi là đạm nhục. Sang huân, chữ sang này là một cái bữa ăn, một cái bữa ăn kêu là sang. Thí dụ như là mình ăn sáng, ăn trưa, ăn chiều, ngày ba cử á, kêu là nhật thực tam sang, ngày ăn ba bữa. Thì một bữa ăn của mình mà mình ăn nhiều cái chất cay nồng thì gọi trong đó gọi là huân. Chữ huân là những cái chất gì mà nó cay nồng nhiều quá. Để chi? Để mà mình thích thú cái vị đó. Mà bây giờ nói ở đây là nói nhà ăn thịt rồi mình ăn hương ăn vị để làm gì? Chẳng qua là để dưỡng cái uế su. Dưỡng là trưởng dưỡng. Chữ uế này là dơ, chữ su là cái thân của mình. Ăn thịt, ăn cay nồng hương vị để mà dưỡng nuôi cái thân dơ của mình. Pháp Hòa ví dụ như tại sao mình bớt ăn cái chất cay nồng như là hành, hẹ, tỏi, nén, nó có gì đâu cử. Nhưng mà bởi vì mình ăn nhiều cái đó, nó làm cho cái mồ hôi của mình nó hôi hơn cái bình thường. Cái hơi miệng của mình nó cũng hôi, cho nên các vị người ta cử nó. Và đồng thời trong những cái chất này, cái chất kích thích tố nó nhiều, nhưng mà bù lại nó có nhiều cái chất để trị bệnh. Chẳng hạn như là tỏi và hành trị bệnh. Nhưng mà mình chỉ dùng sao? Mình chỉ dùng đủ liều lượng thôi, chứ mình không ăn quá. Ở trong luật á, nói là có nhiều khi á, như Ngài Huyền Trang á, Ngài đi qua Ấn Độ, Ngài thỉnh kinh á, thì về Ngài có viết trong cái quyển Tây Du Đại Đường Tây Vực Ký của Ngài á, thì Ngài kể là chư tăng ở Tây Vực á, nếu ai có bệnh, bác sĩ nói là cần phải ăn tỏi và hành để trị bệnh á, thì các vị này sẽ được cho ra một góc ở riêng để ăn cái đó. Khi nào mà hết bệnh rồi á, là tắm rửa sạch sẽ nhập vào lại trong chúng. Bởi vì mình ở trong chúng mà tối ngủ mà đông người mà nó có cái mùi hôi như vậy, người ta khó chịu. Cho nên người ta cử thôi chứ nó không có gì hết á. Chứ ở đây mình ăn nhưng mà cũng không có cố chấp. Thí dụ bây giờ lỡ cái miếng bánh đó, nó có một chút tỏi, chút hành, không có gì trở ngại. Không có bất tu hay là phạm giới gì trong cái chuyện này. Ở đây mới nói là cái ý ở trong này chỉ có ý là mình ăn hương ăn vị, thật ra ăn cho thơm cho ngon vậy, mà mục đích cũng chỉ để dưỡng cái gì? Dưỡng cái thân nhơ uế của mình thôi. Gọi là đạm nhục sang huân dưỡng uế su. Bây giờ là nói những cái điều mà lỗi lầm của mình á. Mấy câu đầu là nói mình khởi đầu bằng cái con nghĩ lại từ vô thỉ kiếp. Con đã quên cái tánh viên minh để mà con làm những cái chuyện trần lão. Ra vào ra sanh tử thọ luân hồi, thay hình đổi xác nhiều khổ sở. May mắn quá, túc tư thiểu thiện sanh nhân đạo, con được làm người. Ha, được làm người để làm gì? Hoạch ngộ vi phong đắc xuất gia, phi tri tước phát loại sa môn. Nhưng mà con không làm chuyện đó, con được cái đó mà con không sống chứ cái đó. Con lại hủy giới phá trai đa hóa quạng. À, hại sinh hại vật vô từ niệm, đạm nhục sang huân dưỡng uế su. Chúng nhân tài vật tứ xâm mang. Tứ xâm mang tức là mình, chữ mang này là dối trá, mình lường gạt người ta để mình lấy của. Bây giờ người ta lường gạt nhiều lắm. Ta vô chùa ta lường gạt. Không phải chỉ ở Việt Nam mới có, ngay cả ở cái xứ
văn minh này đấy. Người ta cũng vô chùa, người ta gạt mình kiểu đó, bị hoài à. Bây giờ quý vị bữa đó Pháp Hòa đi đi chợ, thì có cái anh tới, anh nói trời ơi, tôi từ ở St. Albert đó, tôi xuống đây, mà xuống đây đi chợ cái tôi quên đổ xăng, mà tôi lỡ mua hết đồ rồi, giờ hết tiền đổ xăng rồi, thầy có thể cho tôi 5 đồng tôi đổ xăng được không? Thì mình nghĩ trong bụng mình, nói thôi thì mình coi trong giỏ thì giờ không có 5 đồng, có 10 đồng thôi mình đưa luôn. Mới vừa quay lưng đi, cái bài bản này được lập với cái xe kế bên. Thì Pháp Hòa mới nói thôi rồi. Nhưng mà mình không thể mình tới. Rồi có một ngày nọ, cái anh đó anh vô, anh ấy tôi đi xuống đây tôi xin việc làm, mà bây giờ tôi hết tiền tôi đổ xăng, thầy có thể cho tôi mượn đồng 75 để tôi đi xe bus về được không? Cái Pháp Hòa vô phòng còn đâu được 3 đồng. Cái Hòa ra, Hòa nói tôi còn có 3 đồng à, thôi tôi đưa hết cho anh đó. Cái ngày hôm sau anh khác vô nói y chang vậy. Thì Pháp Hòa thiệt tình, Pháp Hòa nói trời ơi, ngày hôm qua tôi còn 3 đồng bạc cắt, mà có cái anh đến vô anh xin rồi, cho nên bây giờ tôi hết tiền. Rồi thôi nó cảm ơn đi ra. Đi ra cái tự nhiên trong lòng mình nó có cái linh tính. Mình nói ủa sao cái bài bản này nghe nó quen quá, hôm qua y vậy mà hôm nay y vậy. Cái Pháp Hòa đi ra, đi theo cái anh chàng đó ra tới cửa chùa, thì thấy cái anh mà ngày hôm qua mà lợi đó, ảnh ngồi trước ảnh chờ. Cái thầy Pháp Hòa mới nói, Pháp Hòa mới chỉ ở đây nè, cái ông này ngày hôm qua ông vô ông xin tôi tiền mà tôi còn 3 đồng tôi đưa hết cho ông. Hai đứa dẫn nhau đi mà. Mà quý vị thấy là mình thiệt tình á, mình thiệt tình còn 3 đồng cho, bây giờ hết tiền mình nói thiệt luôn. Thì cái anh kia đó, cái anh mà dẫn vô, ảnh sẽ nói với anh kia là cái ông đó nói thiệt, tại hôm qua ổng đưa 3 đồng cho tôi rồi. Đó, quý vị mới thấy là nhiều kiểu lắm. Bây giờ người ta giả, có nhiều ở Việt Nam là ta giả làm người tu. Cho nên mình qua các cái nước Ấn Độ cũng vậy. Đang ngồi đánh bài vậy đó nha. Nó treo cái lá y ở trên cái cây á. Rồi nó ngồi nó đánh bài đã đời, cái nó thấy cái đoàn hành hương mới vừa quẹo xe vô, cái nó phóng cà rụp, cái nó trùm cái áo lại, nó rù rì nó lần chuỗi. Trời ơi, mình nghe nó rù rì mình tưởng nó tụng chú, lại muốn chết, cúng muốn chết luôn à. Quý vị thấy không, bây giờ nó giả ra nó làm một cái khúc chân bị cùi lỡ bằng plastic, bằng nhựa, nó mới dán vô cái đầu gối nó. Thì nó ngồi kiểu Nhật á, ngồi bẹp xuống trên cái lòng bàn chân mình vậy nè, thì cái đầu gối mình nó đưa ra, hãy đưa ra cái nó dán cái chân giả đó vô, cái ta nhìn ta tưởng cục chân. Rồi anh để cái rổ anh xin vậy. Thì cái bữa nọ có cái đứa nhỏ kia nó cắt cớ, nó chơi nó giục con thằng lằn vô đó. Thì cái anh kia anh đang là khổ sở quá, nghe cái rủng vô trong cái thao, anh mừng quá trời, anh mở mắt ra anh thấy con thằng lằn, anh tá quả, anh chạy, anh nhảy lên hai chân chạy, mà trên cái đầu gối là dính hai cái chân giả. Cái đó gọi là gì? Chúng nhân tài vật tứ xâm mang, của tiền tài sản của người khác mình xâm phạm một cách lường gạt. Đó là mình nói về của người nha. Tư tam bảo tư duyên đa hổ dụng. Đó, mình ăn của người, mình giật của người, mình lấy của người rồi, bây giờ trọng thêm vô tới trong chùa. Đồ vật của tam bảo gọi là tư duyên. Tư duyên đó là những vật của tam bảo. Mình dùng mà không có một cái sự đa hổ dụng, tức là mình dùng một cách gọi là không có hổ thẹn. Bây giờ đồ gì gọi là đồ của tam bảo? Gạo, thóc, đồ đạc trong chùa. Thật ra mình được quyền dùng, nhưng mình dùng cho đúng. Hay là thậm chí mình muốn cho ai, muốn cho người nào là mình phải xin phép. Bây giờ cái này dư quá, con có thể cho bớt Phật tử dùng, để không có lỗi là mình hư bỏ. Nhưng mình không được quyền lén lút cất giấu để cho những người bạn thân của mình, hay là lén lút mình lấy cái đó để cho người nhà mình, hay là cho cá nhân mình. Mình làm cái gì mình phải xin.
À, ngay cả quý vị thấy thì mình đến những cái nơi thánh địa, mình lấy cái gì mình không có xin thì tất cả thiện thần hộ pháp họ đều không có vui với mình hết. Mà điều đó có những Phật tử rất là thấy rõ cái điều đó. Tam bảo tư duyên đa hộ dụng, tà mạng ác cầu vô yểm túc. Tà mạng có nghĩa là mình đi theo cái con đường tà, cầu những cái điều không có chính đáng, không bao giờ chán nản. Vô yểm túc tức là không biết đủ mà không biết chán luôn. Không biết đủ mà không biết chán. Nuôi thân một cách tà dại. Đam dâm thị tủ vũ hoang mê, tức là mình tham dâm thích rượu, thị tủ vũ hoang mê tức là càng ngày càng nhiều càng nhiều. Chữ vũ nghĩa là càng ngày càng bồi đắp lên. Mạng Phật khinh tăng bán đại thừa. Mạng, chữ mạng này là gì? Là cái hành động lừa dối, mắng chửi. Đó là mình nói về cái ngôn ngữ và hành xử. Còn nói về tánh tình á, là mình kiêu căng. Cho nên chữ mạng nó hai phần. Về phương diện hành động thì mình có những thái độ khinh thường người ta. Về phương diện lời nói, mình có những lời nói mình coi thường người ta, ngạo nghễ người ta. Còn về tánh tình của mình thì mình coi mọi người thấp kém hơn mình. Cho nên thí dụ như bây giờ á, mình thấy ai khổ, mình đừng có cười. Và mình cười đó là một dạng mạng. Thí dụ mình nói ví dụ thôi. Ví dụ mình thấy cái người đó họ nghèo. Mình thấy cái người đó mặt mày sáng sủa, ăn mặc lịch lãm. Mà mình biết cái người này á, là sống, là đời sống của họ là hay đi mượn tiền người ta để mà xoay sở trong gia đình. Cái đó là một cái khổ của người ta. Nhưng mà người ta ra đường người ta phải có những cái sự trang điểm. Thí dụ vậy. Thì mình cũng nên nói là trời ơi, mặt mày sáng sủa vậy chứ chuyên môn đi mượn tiền. Không, thật ra mình nói bằng cái tâm gì thì mình tự mình biết thôi. Nhưng mà đó là qua hành động, qua lời nói và cái tánh tình của mình, tới mình coi thường người khác. Ví dụ mình nói trời ơi, coi cái chị đó hả, sang trọng vậy chứ, nhà chị hả, đủ chuyện hết trơn á, con cái thế này, chồng vợ thế kia, tất cả những cái đó. Vì trong cuộc đời này nó không có một cái gì mà nó hoàn hảo hết. Nhà nào cũng có những cái rắc rối. Mà hôm nay mình chưa tới phiên mình thôi chứ chắc gì mà mình không. Cho nên mình nói tôi không bao giờ khổ. Nói vậy chưa được. Phải nói là tôi chưa thôi. Vì chưa có nghĩa là có ngày. Ví dụ bây giờ nhà mình đó, mình thấy là mọi người sung túc khỏe mạnh. Đâu có nghĩa là ai cũng khỏe mạnh như vậy hoài. Chưa tới giờ nó bệnh thôi. Thí dụ như bây giờ hỏi từ hồi mà thầy qua Canada tới giờ thầy có bao giờ mổ xẻ gì chưa? Nói dạ chưa. Nhưng mà có nghĩa là bây giờ tôi đã 40 tuổi rồi. Nghĩa là khi mà tôi ở cái độ tuổi càng ngày càng già đi thì có ngày tôi cũng vào đó. Có bệnh hoạn của tôi làm sao mình nói được. Cho nên ở trong Kinh Pháp Hoa có một cái phẩm thứ 20 gọi là thường bất khinh. Thường bất khinh là một người này thường không dám khinh ai hết. Không dám khinh ở cái chỗ nào. Lời nói, cho nên Ngài không bao giờ Ngài chê, Ngài khen không à. Tôi không dám khinh quý Ngài sẽ làm Phật. Về hành động thì Ngài chắp tay, Ngài xá, Ngài chào. Phải không? Về cái tánh tình của Ngài, Ngài không khinh thường ai hết. Cho nên Ngài này không có mạng. Cho nên quý vị nhớ là khi người ta nói cái người đó kiêu mạng, nó có hai phần. Hành động, lời nói, ý nghĩ. Về hành động không có cái thái độ tỏ vẻ khinh thường. Quý vị có đọc Thủy Sám Văn á, quý vị nhớ là cái vị mà tôn giả Ca Nặc Ca, Ngài bị bệnh cùi mà Ngài vào trong cái chùa đó ai cũng xa lánh, duy chỉ có một chú tiểu không xa lánh Ngài mà thường chăm sóc. Thì không ngờ cái vị cùi hủi đó là một Bồ Tát mà có tu chứng. Cho nên Ngài mới nói với cái người chú tiểu này nè, khi mà lớn lên ngươi rất là thành đạt, nhưng mà ngươi sẽ bị một cái nạn lớn lắm. Khi nào ngươi gặp nạn, ngươi đến cái núi đó ngươi tìm ta.
thì vị đó sau này là quốc sư Ngộ Đạt, thành ra một vị quốc sư được mọi người trọng vọng. Nhưng mà cuối cùng Ngài bị một cái nghiệp, đó là bị một cái mục ghẻ ở nơi chân của Ngài, đau nhức vô cùng. Và khi đó Ngài nhớ tới cái lời nói của cái vị tôn giả đó, Ngài đi lên núi Ngài tìm, thì ra là Quan Âm hóa thân. Mình nói ví dụ vậy. Trong cuộc đời này mình thấy một cái người họ nghe là rách rưới, chưa chắc họ là người rách rưới đâu, họ có thể là Bồ Tát xuất hiện xung quanh mình. Quý vị đọc tiền thân của Phật á, Đức Phật đã từng làm một cái người móc mắt cho người khác. Mẹ người ta nói mẹ tôi bệnh cần phải có một con mắt để trị bệnh. Ngài vừa móc xong con mắt Ngài cho, thì cái người kia nói: trời ơi, ông không hỏi tôi móc mắt gì, tôi cần mắt trái mà sao móc mắt phải. Trời đất ơi, tôi cũng quên luôn. Tự nhiên nghe cần mắt, móc đại con mắt mà không hỏi tôi cần gì. Rồi tôi cần, ông móc mắt phải, tôi đâu cần, tôi cần mắt trái kìa. Trời ơi, Ngài cũng bấm bụng lắm à. Móc con mắt trái Ngài đưa. Tưởng sao, đưa theo con mắt trái, ông kia cầm lên ngửi, thúi quá, giục con mắt xuống, lấy chân đạp lên hai con mắt đó luôn. Trời, ông giận căm ghen. Mình đã hy sinh cả cặp mắt cho nó, mà nó ngửi xong nó chê hôi, giục xuống đất chà chứ. Vậy mà ráng nhịn. Cuối cùng thì mới biết đó là một vị thiên giả muốn thử cái lòng bố thí của mình. Tại ông này ông nguyện, ông nguyện là ai cần gì tôi sẽ cho nấy. Giờ tôi thử, tôi xin mắt ông cho không. Mình thì bây giờ chưa dám làm tới cái chuyện đó đâu, nhưng mà mình móc cái này cũng được rồi. Thay vì mình gặp cái người đó mình hấy nguýt, đừng hấy nguýt, giữ mắt cho thẳng thôi, gọi là móc mắt đó. Cái chữ móc mắt ở trong kinh mà diễn đạt đó, có nghĩa là thay vì con mắt bình thường mà mình gặp người đó là con mắt mình nó không bình thường, mình hãy móc con mắt đó bỏ đi, hãy móc con mắt đó ra mà cho đi, thì mình sẽ có được con mắt sáng. Quý hiểu ý chữ móc mắt không? Rồi nó ông kêu nó mỏi tim ông cho. Tại sao lúc bình thường mình đang bình thường vậy mà gặp người nó bập nhạnh hơn bình thường? Không phải là do sự yêu đương mà do tức tối. Móc con tim nó bỏ. Cho nên nhiều khi mình cho cái gì người ta mà mình tiếc rẻ lắm, mình nói sao tôi bấm ruột tôi cho. Ruột đâu bấm. Cho mà tiếc, tôi bấm ruột tôi cho. Có nhiều khi mình bình thường kêu mình, trời ơi bình thường nha, rụng một sợi tóc buồn muốn chết vậy đó, kiếm gì ăn uống vô để cho đừng rụng, mà lỡ gọi shampoo mà không đúng với cái đầu của mình là bắt đầu nó rụng, thấy sợ luôn. Vậy mà tức người nào trời ơi bấm đầu bứt tóc. Giận người nào bứt tóc không tiếc. Thấy không? Mà bình thường mà mình kiếm đủ thứ để bồi dưỡng vô, để chỉ vì giận người ta bứt tóc. Có nhiều người giận quá cạo đầu nữa chứ. Cạo người ta thấy xấu hơn nữa sao. Mạng Phật khinh tăng bán đại thừa. Chữ khinh là coi rẻ, coi thường. Chữ bán này là bán bộ, bài xích. Đại thừa là gì? Tức là những cái giáo pháp. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ vậy nè. Mình làm chưa được cái đó, mình thấy ai làm mình đừng có coi, mình đừng có nói móc nói mỉa. Những cái hành động nào mà nó vượt hơn cái bình thường, đó hành động đó là hành động đại thừa. Pháp Hòa ví dụ, bây giờ mình á không có thể nào mình vô chùa mình rửa chén được hết á. Mà người ta vô chùa mà ta đứng người ta rửa chén từ sáng tới chiều, mình cũng đừng coi thường người ta. Cái mình nói một câu: trời ơi lúc này tu quá ha, đi vô chùa làm công quả ha, chắc tội dữ lắm phải không? Mình gặp người ta làm cái việc lành mà mình làm không được, mà người khác làm được vượt hơn cái mình là người ta làm cái đại thừa rồi. Chữ đại thừa ở chỗ này đừng có hiểu một cách gọi là ôi cái người này tu cái gì cao siêu. Người ta làm những cái việc mà mình không làm được là người ta đã đại thừa rồi. Mà mình gặp người làm đại thừa mình không có tán dương, phải không?
Hãy con nói cha đi rửa chén cho chùa ha, tích phước ha. Mà mình nói những cái kiểu như vậy là cái lời nói đó là lời nói của mạng, cái hành động đó là hành động của mạng, và cái cách đó là cách của bán bộ. Cho nên chữ đại thừa đây không có, mình nói ờ như vậy là đạo Phật á, hễ ai mà chửi đạo Phật cái có tội hả? Xưa không, chỗ này phải hiểu việc lành thiện gì của ai người ta làm mà mình không làm được, đừng có bán bổ người ta, thế thôi. Chứ không có nghĩa là mình chửi đạo Phật cái đạo Phật bắt tội mình, không có. Giáo lý của nhà Phật lúc nào nó cũng như vậy, là chân lý như vậy. Anh tin hay không tin đó là quyền của anh thôi, tôi không có quyền gì tôi bắt tội anh. Anh không tin tôi anh đọa địa ngục không? Phật giáo không bao giờ có chuyện đó. Hóa ra là mình là một đạo giáo gọi là ép uổng à? Không. Nhưng mà nếu mà anh là người có hiểu biết, không bao giờ anh bán bỏ người khác nếu không cùng niềm tin với anh. Đó là chuyện của anh và người. Nếu mà anh chơi với người này vì cái tình bạn thì cứ chơi về tình bạn, nhưng đừng đá động vô cái niềm tin của mọi người. Anh bán bỏ niềm tin của người đó là anh có lỗi. Anh không làm được cái việc này mà người khác làm được, anh đừng có bán bỏ người ta. Anh đừng có đem cái chuyện gọi là nghi ngờ và về cái hành động tốt của người ta. Đồ tể bỏ dao còn thành Phật. Thì con người mà họ có cái dịp tỉnh giác là chuyện bình thường. Cho nên mình cái chữ mà bán đại thừa ở đây, mình phải hiểu là đừng có nghĩ rằng ai chửi rủa là cái người tu đại thừa gọi là có tội. Mình không có bắt tội người ta vậy. Nhưng mà ở đây là anh đừng có bài xích người khác khi việc làm lành của người ta. Mà ở đời nó khổ là người ta làm mà mình không làm thì mình thường hay có những cái hành động lời nói nó không có dễ thương đối với người đó, cho mình làm cho người ta chán nản, người ta không muốn làm nữa. Mà thử hỏi cuộc đời này khổ làm sao hết, nhưng mà cũng phải nhờ có những người ra tay như vậy. Cho nên mình cứu ngặt chứ không thể cứu nghèo. Nghèo thì nó truyền miên khói lửa rồi. Nhưng mà chẳng hạn như mấy ngày nay lục lội khắp nơi thiên tai vậy đó, bây giờ mình vận động 5.000, 3.000 vậy đó, mình gửi về đó mình cứu cái ngặt thôi. Người ta gặp cái cảnh ngặt là màn trời chiếu đất cứu liền, chứ còn nghèo của người ta mình không thể cứu được. Nghèo là cái triền miên không thể nào mà hết được. Cho nên không thể cứu nghèo nhưng mà cứu ngặt được. Bội nghĩa cô thân hủy sư trưởng, tức là mình bội nghĩa quên ân, chống bán thầy tổ của mình, gọi là sư trưởng. Ở cái câu này là mình coi mình, tức là mình vong ơn đối với những người đã chỉ dẫn cho mình. Người kia bây giờ ở trong, thí dụ bây giờ cái người đó trước kia là một vị thầy của mình, có thể bây giờ cái người đó không còn như mình nghĩ nữa. Nhưng mà mình phải nhớ rằng ai là cái người đã tạo tác cho mình cái căn bản này. Bây giờ mỗi người ai cũng có cái nghiệp riêng và cái phước riêng. Cho người nào mà được, ngay cả cha mẹ cũng vậy. Không lẽ bây giờ cha mẹ mình làm việc gì xấu, mình ra ngoài mình chửi rủa, mình nói xấu sao? Cha mẹ mình có như thế nào cũng vẫn là cha mẹ của mình. Văn hóa xuất phi dương kỷ đức, à cái câu này là hay lắm. Mình đè người ta xuống, xong rồi mình làm gì không? Mình đưa mình lên. Dương là đưa cao lên, kỷ đức tức là mình đưa cao mình, cái đức độ của mình hơn người. Văn hóa xuất phi dương kỷ đức, mình đưa cao cái phẩm đức của mình lên. Còn hạnh tai lạc họa yểm tha năng, mình gieo tai tiếng giá họa cho người, nói xấu người và thấy người ta có tài hơn mình yểm xuống, gọi là yểm tha năng. Năng là tài năng của người, tha là của người khác, tha năng là tài năng của người khác, yểm xuống. Mà cái này là đi học, đi làm gặp hoài.
Ngay cả mình làm việc thiện, việc lành, mà nếu mình không kèm xét cái tâm của mình cũng bị vướng. Thấy ai có tài năng hơn mình thì mình liền kìm cách mình đưa xuống, kỳ thị. Hư cuốn khi vu cạnh lợi danh, mình hư dối, mình lấn ép, mình lăng nhục. Cái chữ khi ở trong tiếng tiếng Hán gọi là mình lăng nhục người khác, mình lừa dối người khác. Để mình làm gì? Để mình lấy cái danh lợi cho mình, cạnh lợi danh, cạnh tranh đó. Chữ cạnh là cạnh tranh cái lợi và cái danh. Có nhiều khi mình khổ, khổ một cái là mình thấy cái người kia tại sao cùng đi làm với mình mà được cái ông chủ để ý, thương, hay bà chủ hay là cô sếp đó cổ lại để thương cái người kia, là bắt đầu mình có cái tâm mình cạnh tranh với người đó. Rồi bắt đầu mình tạo ra cái gì? Tạo ra cái đấu cấu thị phi tranh nhân ngã, giật giành hơn thua. Tranh nhân ngã là người với mình, giữa người và mình luôn luôn mình có những cái cạnh tranh. Người đó đâu có gì hơn tôi, vân vân. Ác niệm tà tư vô tạm tức. Chữ tức này là tạm tức, là dù một chút tạm dừng cũng không có. Chẳng hạn như bây giờ á, mình đánh người ta đau thì mình nói thôi đánh nhiều đủ rồi, tạm tức đó. Mình nói, giờ đánh nó rồi phải không, lợi đánh cho nó chết luôn đi để khỏi đòi thờn. Là không có tạm tức. Cái tâm của mình đó, mình thấy dù mình thấy người ta khổ quá mình cũng phải dừng tay lại bớt, tha cho người. Nhưng mà thường mình ít có như vậy, cho nên gọi là ác niệm tà tư vô tạm tức. Khinh phù trảo tán vị thường định, phô bài kiện tụng. Chữ vị là chưa bao giờ mình biết dừng lại. Chữ đình là đình chỉ lại, vị là chưa bao giờ biết dừng lại. Truy phan nhân sự vũ tinh chuyên. Hai câu này là dính mình đó nha. Mấy cái kia mình tu có thể mình bớt. Nói chuyện phàm nhân thôi cha, mình siêng lắm mà siêng trội nữa, gọi là vũ tinh chuyên. Siêng năng mà siêng trội hơn. Ví dụ như thường 11 giờ mình đi ngủ rồi, bữa nay chuyện này chưa hết, nói bữa nay ngủ trễ một chút đi, tôi nói cho chị nghe hết chuyện này. Vũ tinh chuyên à. Người ta nói thôi thôi tôi bận tôi đi, dừng một chút đi mà, đi đâu gấp gì vậy, để tôi nói hết chuyện này cho nghe. Vũ tinh chuyên. Người ta nói trời ơi trời mưa rồi tôi phải đi gấp, vô đây đục mưa tôi nói cho nghe. Có khi mình nói mình mượn cách là mượn rượu đi uống cà phê, rượu đi ăn miếng bánh, nhưng mà thật sự mục đích của mình là để làm những cái việc là truy phan nhân sự. Chữ truy này là truy tìm cái chuyện của người, mà nói theo đời là gì, bới những cái gọi là bới lông hả, bới lông tìm vết. Mình truy phan nhân sự tức là mình tìm tòi những cái xấu dở của người, xiềng lắm. Gọi là truy phan nhân sự vũ tinh chuyên. Đây là lời của một vị tổ nói trong cái bài sám này. Còn tổ Quy Sơn ở trong Quy Sơn Cảnh Sách thì ngài lại nói khác. Ngài nói sao? Khiết liễu tụ đầu huyên huyên, đảng thuyết nhân gian tạp thoại. Ăn no rồi chụm năm chụm ba lời. Khiết liễu tụ đầu chụm lại. Bởi hồi xưa không có microphone mà ngủ gần gần với nhau không mà, cho nên rù rì. Khiết liễu tụ đầu huyên huyên, nói hết. Đảng thuyết nhân gian tạp thoại, nói toàn chuyện của người đời. Bất dạ đảm thuyết nhân gian tạp thoại, nghĩa là đảng nhân bất kỳ sấn lạc, không có biết được một lần mà vui như vậy đó. Đâu có bất tri lạc thị khổ nhân, đâu có biết cái vui này là cái khổ đâu, cái nhân của khổ. Bất tri lạc thị khổ nhân, nẵng kiếp tuẩn trần hết một đời người rồi, vị thường phản tỉnh cũng chưa bao giờ có một chút phản tỉnh lại. Thời quan yểm một, hết một đời, hết một thời gian qua. Tuế nguyệt tha đà, năm tháng đã đi qua.
Thọ dụng ân phồn, thọ dụng thì quá đầy đủ, khí lợi nùng hậu. Trời, Quy Sơn Cảnh Sách, từng câu từng chữ trong đó nó hay vô cùng. Mà các ngài gặp nhau một điểm thôi, thấy không? Ở trong này hồi nhỏ Hòa đọc cái bài sám này, Pháp Hòa đọc hồi nhỏ là Hòa đọc cái bản tiếng Việt. Cho nên ấy, trong đó Hòa nhớ có một câu là nói chuyện gọi là tụng kinh giải đãi nói cười thì ham. Tụng kinh thì giải đãi mà còn nói chuyện người thì mình ham lắm. Cho nên gọi là truy phan nhân sự vũ tinh chuyên. Vũ là càng thêm càng thêm. Chữ phan là gì? Phan là mình chạy theo nó. Cho nên mà nhà Phật dùng cái chữ là phan duyên đó. Tâm mình phan duyên lắm, gặp một cái cảnh gì là mình chạy theo nó. Thí dụ người ta mới nói anh có hay gì chưa, mới một câu đó thôi cái là chuyện gì là mình phan theo liền, hỏi chuyện gì. Cái ta nói không hay thiệt, trời ơi nói lẹ đi tôi biết chứ gì. Phan gì mà phải chi mà mình rồi xong cái mình nhớ nha, mình nhớ chứ phải chi mình đọc trong kinh có cái câu đó mình không hiểu. Rồi một lát nữa mình ráng nhớ để mình lên chùa mượn cái bộ từ điển mình tra cái chữ đó có nghĩa là gì. Ít khi nào có chuyện đó lắm. Như mình nghe một cái chuyện gì xong, để lát tôi đi chùa tôi gặp cái bà đó tôi hỏi thử có phải vậy không. Phải không? Cái đó gọi là truy phan nhân sự vũ tinh chuyên. Còn kế tiếp là gì? Trì tụng Phật kinh duy khốn khổ. Tụng kinh Phật khổ lắm. Trời cha ơi, tụng mà cứ dở coi, sao bữa nay tụng gì mà dữ thần vậy nè. Coi có còn mấy trang nữa. Trì tụng Phật kinh duy khốn khổ. Hồi nhỏ mà tụng mấy cái bài sám này nè, thích lắm. Có nhiều khi Pháp Hòa thấy có nhiều chú nhỏ lên tụng kinh mà nó ngồi thấy nó khổ lắm, mình thấy buồn. Có nhiều khi Pháp Hòa nói trời ơi sao ăn không thấy khổ, chơi không thấy khổ, mà kiểu giờ tới giờ lên ngồi tụng kinh ngồi thiền thấy nó nhăn hơn la hớt. Mà những cái lúc như vậy mình thấy buồn lắm. Pháp Hòa nhớ có một lần Pháp Hòa đọc một cái câu chuyện của một vị hòa thượng Việt Nam mình đó. Thì ngài mới kể trong cái bài viết đó kể lại là có một hôm ngài thấy tăng chúng không có lên tụng kinh đầy đủ. Ngài muốn khiển trách nhưng mà ngài không có nói. Ngài vô ngài nói hồi chiều này á có một người khách đến hỏi tôi là chùa mình có bao nhiêu tăng chúng. Tôi không biết đường đâu tôi nói. Tại vì cái giờ tụng kinh thì thấy ít mà giờ ăn thì quá đông. Mà tôi nói mà chùa nhiêu người thì nó kỳ quá. Cho nên tôi nín tôi không biết nói sao. Quý vị thấy cái khéo léo của người xưa. Ngài chỉ nói vậy thôi mà tự mỗi người. Thành thử ra nếu mà chúng ta có cái ngã niệm, chỉ nghe những lời nói đó là tự mình phải biết mình phải làm gì. Cho nên nếu mà một người có cái ngã niệm, tức là niệm nhớ nghĩ về mình, có ngày hôm nay mình làm gì, mình nói gì. Có nhiều khi những cái bậc thầy người ta không có muốn nói thẳng với mình, nhưng mà người ta nói xa xa gần gần. Nếu mà mình có dính vào ở những trường hợp đó đó, mà mình có trở về mình nghĩ lại, tự nhiên mình hiểu. Quý vị biết là mình sống ở đây cũng vậy. Có nhiều khi mình ở trong chùa chứ bất cứ việc lớn việc nhỏ gì mình cũng phải điều trình qua những bậc thầy lớn của mình để mình có được cái sự soi sáng. Làm sao mình đủ cái đạo nhãn để mình nhìn hết được cuộc đời khi mà cái kinh nghiệm của quý ngài hơn mình. Cho mình phải trình để có cái đạo nhãn của quý ngài. Dĩ nhiên mình có cái đạo nhãn của mình, nhưng mà nó đủ với cái mức tuổi và cái kinh nghiệm của mình thôi. Mà các ngài đi trước mình, các ngài có cái nhìn xa hơn. Cho nên hai câu này nó dính mình. Truy phan nhân sự vũ tinh chuyên, trì tụng Phật kinh duy khốn khổ. Ngoại hiện oai nghi tăng xỉm trá.
Bên ngoài thì mình biểu lộ cái tướng đoan nghiêm lắm. Mà ở trong nhà Phật, trong luật giới thường hay dùng cái từ là gọi là giả trang thiền tướng. Cho nên tại sao mà trong nhà Phật dùng cái chữ uy nghi hay là oai nghi? Oai nghi là sao? Oai nghi tức là những cái hành xử đi đứng nằm ngồi của mình một cách đoan nghiêm, nhưng mà không phải do mình đóng kịch, mà nó phải từ cái trái tim tu tập của mình. Ví dụ như bây giờ mình đến trước bàn Phật á, mình đứng trang nghiêm, mình đọc cái bài kệ tán Phật, hoặc là mình đứng trang nghiêm, mình cho mình một 10 giây để mình tĩnh lặng đàng hoàng, rồi bắt đầu mình mới lạy Phật xuống từng lạy như vậy. Đó là từ cái trái tim tôn kính Phật mình mà mình lạy như vậy, một cách rất là trang nghiêm, gọi là oai nghi. Mình ngoại hiện oai nghi nhưng mà không với cái mục đích là để gà là muốn chứng tỏ với ai. Còn ví dụ như không có Phật coi mình lại, không có người đó cái mình lại đại đại khái khái vậy chứ, thần điêu đại khái. Ta kêu thần điêu đại hiệp, mình là thần điêu đại khái. Cái gì cũng đại khái hết. Ăn qua loa, tu qua loa, cái gì cũng qua loa hết. Nhưng mà ở đặc biệt bởi cho hồi nhỏ qua học oai nghi á, Hòa thích lắm. Tại sao? Tại vì cái học, cái hiểu của mình đó là cái oai nghi là do cái tự trái tim anh, tự tâm anh muốn như vậy. Thí dụ như bây giờ quý vị để ý ha, thí dụ bây giờ cái cô đó cổ nấu ăn ở nhà cổ, cổ sắc gọt cũng đàng hoàng, cổ trang trí, nói chung là ở nhà rất là một mình cô cũng làm y vậy. Mà có khách cô cũng như vậy, không có biểu lộ, không có đóng kịch. Cho nên á, người ta định nghĩa oai nghi là gì? Là một sự thực tập từ cái tâm nhẹ nhàng, chánh niệm của mình, chứ không phải là một sự biểu diễn. Và quý vị để ý người ta biểu diễn thời trang, ta mặc cái áo gì, ta đi đâu guốc sao, ta phải tới lui, người ta biểu diễn những cái trạng thái. Đó là người ta biểu diễn. Còn người tu á, là bình thường. Không có người cũng đi như vậy, mà có người cũng đi như vậy. Ngoại hiện oai nghi tăng xiểm trá. Đó là bên ngoài nha. Còn bên trong là cái gì? Nội hoài ngã mạn tánh sơ cuồng, trong lòng cao ngạo. Cho nên á, mình tu là tu hai phần, tu nội tu ngoại. Chờ quý thầy mình ta cầm cái ly nước mình ta sái tịnh á, trong đó có câu á, phù thử thủy giả bát công đức thủy, tự thiên chân tiên tẩy chúng sanh nghiệp cấu trần, biến nhập tỳ lô hoa tạng giới. Cả trung vô xứ bất siêu luân, thủy bất tẩy thủy diệu cực pháp thân, trần bất nhiễm trần phản tác tử kỷ, quyên trừ nội. Bên trong này nè, ngoại là ở ngoài nè, đảng địch đàn tràng, tức là trong một cái giọt nước này mà phúng ra thì làm cho nội ngoại đều được, trong ngoài đều được sạch sẽ hết. Cũng như thế, ở trong ở ngoài, tức là ở ngoài mình làm như vậy rồi mà bên trong nó cũng vậy, chứ không phải là ngoài mình khác ở trong mình khác. Cho nên tổ Quy Sơn hai ngày mới nói câu mình thế phát bẩm sư, cạo đầu theo thầy, gọi là thế phát bẩm sư. Chỉ làm hai việc thôi. Nội cần khắc niệm chi công, bên trong á phải khắc chế những cái vọng tưởng của mình, đó gọi là công. Còn ngoại tức là bên ngoài phải biểu lộ cái đức vô tranh thì gọi là đức. Cho nên ngài Quy Sơn ngài dùng chữ hay vô cùng. Nội cần khắc niệm chi công, ngoại hoàng bất tranh chi đức, cuối cùng là công với đức. Ở ngoài thì anh giận, anh vận dụng, anh sống cho đẹp. Bên trong anh khắc phục những vọng tưởng của anh. Cái đó là cái đức của mình. Cho nên ở đây ngài vị tổ này cũng nói như vậy. Mình thì bên ngoài thì hiện cái oai nghi tăng xiểm trá, nội hoài ngã mạn tánh sơ cuồng.
Cho nên Pháp Hòa nói thí dụ như bây giờ mình xá ai phải xá bằng cái cúi đầu, không có nên xá mà ngẩng đầu lên, nó biểu lộ cái sự chưa có thật tâm của mình. Hay như vậy đó. Cho nên xá ai, xá Phật hay xá ai vậy, cúi đầu để biểu lộ cái tâm cung kính của mình, chứ không phải xá mà cái kiểu mà hả? Không nên. Mà thường mấy chú mà lên tụng kinh mà ra mà xá tổ là ở ngoài đứng bên Pháp Hòa coi, mà mình khó chịu mà khi mà xá, mà xá tổ mà mắt nhìn chỗ này nhìn chỗ kia là khó chịu lắm. Vì mình thấy, cho nên mấy chú nhỏ là mỗi lần mà ra Pháp Hòa mà có nhà là đang ngồi trong phòng mà nghe mấy chú tới giờ tụng kinh chiều là qua qua đứng cái bên vậy đó, coi coi cái cách xá chào như thế nào. Mà nhắc nhắc chứ làm cũng làm à. Cho nên rồi mình phải uống uống hoài, uống quỷ thôi. Lại Phật mà ngóc cái đầu ra làm sao coi coi. Ai Pháp Hòa thích vậy. Nội hoài ngã mạng tánh sơ cuồng, lại đỏ huân tu tứ thùy miên. Chôi cha, ham ăn mê ngủ nhát tu hành, mặc tình mông lung, gọi là thủy miên là ngủ. Bây giờ mình có khúc thủy miên, ngủ miên man. Sang tật tham lam vô quý sĩ. Chữ sang là gì? Sang này là mình sang tham, bỏng sản. Chữ sang là bỏng sản. Trong kinh nói mình có 5 loại bỏng sản. Bỏng sản chỗ ở, bỏng sản gia sản. Thí dụ như mình nói là chỗ này của tôi dành chỗ ở à, gọi là cái đó gọi là trụ xứ sang. Trụ xứ sang là mình giành giật cái chỗ ngồi, chỗ ở của mình. Rồi gì nữa? Gia sang, chỗ này của tôi, nhà này của tôi, đúng không? Hễ mà có tôi không có người đó, gọi là trụ, gọi là gia sang. Cái thứ ba là gì? Thí sang, đừng có cho người đó, cho tôi nè, gọi là thí sang. Rồi gì? Xưng tán sang, mình nghe người ta khen người khác mình không chịu, khen tôi thôi. Rồi cái cuối cùng là gì? Pháp sang. Anh biết cái cách đó phải không? Chỉ tôi đi, đừng chỉ người kia. Đúng có làm gì đâu tôi. Năm cái sang. Sang này là mình bón sản. Sang rồi bên cạnh sang là có tật. Tật là gì? Tật đố là ganh tị. Mình vừa bón sản vừa ganh tị, mà có ganh tị mới bón sản. Hai cái chữ này nó thường đi với nhau. Sang tật. Giả điền uế bổn tương hà dụng. Ôi cha, giả điền là gì? Giả điền tức là cái miếng ruộng của mình bây giờ nó hoang vu vô cùng. Ý muốn nói cái tâm của mình, cái tâm của mình bây giờ nó hoang vu lắm. Rồi bây giờ nó có cái khúc gỗ bụt ở trong đó. Uế bản tương hà dụng, gọi là ruộng hoang rồi cây mục dùng không được. Tương hà dụng, tương hà dụng là dụng chỗ nào nữa giờ? Một cái cây mục, một miếng ruộng hoang thì làm gì mà mình trồng trọt được gì nữa. Có nghĩa là tâm tư và ý niệm của mình hư mục rồi. Lòng mình bây giờ như một miếng ruộng hoang, ý niệm của mình như một cây mục, không có một ý niệm lành gì hết. Đại hải phù thuy bất cửu đình. Bây giờ mình, cuộc đời mình để cho cái cuộc sống của mình nó như vậy đó. Nó sang tật như những gì nãy nói đó, y như một cái thây chết lình bình trên biển cả. Đại hải phù thuy, phù thi, phù là nổi, thi là cái thi, cái thi ma, cái thây ma. Bất cửu đình, trôi hoài không có chỗ dừng. Và mình thả lỏng cái cuộc sống mình như vậy. Và nhiều khi người ta sợ mình quá, người ta không dám nói nữa. Thì mình lại tưởng đâu là mình bây giờ bá chủ Võ Lâm. Hồi xưa ta kêu minh chủ Võ Lâm. Minh chủ là cái ông chủ này phải sáng suốt, minh mẫn. Võ Lâm gọi là mới tôn dương ổng là minh chủ. Nhưng mà thường thường mấy ông minh chủ là mấy ông tranh giành dữ lắm. Cho nên rồi mỗi con người của chúng ta đều có cái thánh chủng.
thánh chủng, tức là hạt giống thánh, mà không nuôi được nó. Rồi thì để cho cái đại hải phù thi bất cửu đình, rồi mình người ta sợ sệt mình quá, ta lánh né mình hết, ta im lặng hết. Mình nói một ta nghe một, mình nói hai người ta nghe, mình tưởng mình ngon lành. Nhưng mà thật sự cái tâm mà như vậy đó, nó đã làm cho mình trôi nổi như một cái thây ma. Mình sống nhưng mà hoàn toàn mình không được một tình thương của ai hết. Người ta sợ mình quá, ta ngán mình quá, nói cái gì ra mình cũng nạt nộ, mình chống bán hết, ta ngán ngẩm mình vô cùng. Bây giờ mình là đại hải phù thi bất cửu đình. Bất cửu đình là không có chỗ điểm dừng nghỉ, trôi nổi với cái tham, cái tật, cái sân, cái đủ thứ của mình hết. Mình xong cái gì mình cũng đem đi giấu hết á. Pháp sang, biết cái gì cũng giấu, có cái gì cũng giấu. Của chung là mình cứ xài chung. Người ta cúng cho chùa, cúng tam bảo, ta phải cúng cho mình. Phải không? Nếu mình cất để bảo vệ cho tam bảo tốt, nhưng mà người ta cần mình phải đưa. Chứ không phải mình nói cái đó tôi dành cho tôi xài, đưa cho mấy người xài, mấy người làm hư hết. Không nên nói như vậy. Ta cúng cho tam bảo, nếu mà như vậy là mình sẽ rơi vào cái chỗ là tam bảo tư duyên đa hổ dụng. Phải không? Chúng nhân tài vật tứ xâm mang. Bây giờ mình có quyền cất cái đó, nhưng mà phải biết khi người ta cần mình phải đưa ra. Chứ không nên gọi là giấu. Khi nào có tôi mới cho cái đó ra xài. Không có tôi là phải cất giấu hết, không ai được xài hết. Không nên như vậy. Giả điền, bây giờ mình nói tới giả điền một chút. Mỗi con người của chúng ta ai cũng có một cái hạt giống. Mình nói một có nghĩa là mình nói khiêm cung á. Chứ thật sự ai cũng có cái chủng tử. Chủng tử nhà Phật gọi là hạt giống. Thì cái hạt giống chủng tử này á, là mình có cái chủng tử phàm phu cũng có, nhưng mà chủng tử thánh hiền cũng có. Ăn thua là do mỗi ngày mình biết nuôi dưỡng nó, mình biết tưới tẩm nó. Hồi chiều này lúc 2 giờ Pháp Hòa có buổi nói chuyện với các vị bác sĩ bạn của Dr. Ui lên thăm, rồi ngồi nói chuyện. Thì Pháp Hòa mới nói bây giờ quý vị mỗi ngày quý vị làm việc mệt rồi, thôi bây giờ mỗi ngày đi làm về á, nhớ là phải tưới tẩm mình những cái hạt giống lành mạnh. Ví dụ như thở vào tôi đang rất khỏe nhẹ, thở ra tôi bình an. Tức là làm sao mình tưới những cái hạt giống đó, để cho cái tâm điền của mình đó, mỗi ngày nó không có bị những cái hạt giống xấu nó xâm chiếm. Còn nếu không mình cứ tưới hoài những cái hạt giống xấu đó, thì cái cây xấu nó sẽ lên. Thí dụ bây giờ mình có hạt giống giận không nè? Có đúng không? Mà cứ tưới hoài giận thì lâu ngày mình nó trở thành ra một cái cây giận. Mà cái điều đó rất là thật. Cho nên tại sao mà người ta trong một cái pháp môn tịnh độ ta hay dạy mình niệm Phật, cứ A-di-đà-phật, A-di-đà-phật hoài để làm chi? Để cho cái thánh chủng của Phật á, nó không có cho cái chủng tử xấu bậy nó có cơ hội nó lấn vô. Cho nên ta dạy mình niệm Phật là vậy đó. Đến một lúc nào mình niệm mà bất niệm, ta dùng cái từ là niệm bất niệm, tức là anh vẫn niệm mà anh không cần dụng công. Niệm bất niệm, niệm mà không niệm. Còn không thì mình sẽ giống như cái câu gọi là giả điền uế bổn tương hà dụng, không còn dùng được nữa. Ruộng mà nó khô cằn đất, bây giờ muốn dùng lại nó là phải xới được dữ lắm. Thì bây giờ mình á, mình sống mấy chục năm là mình nói gần đó, chứ còn mình nói xa là vô thủy kiếp. Cái miếng ruộng của mình nó khô lắm. Mà bây giờ tưới, trời ơi, một ngày tưới có 5-10 phút thấm béo gì, nhưng mà thôi không thể không tưới. Cho nên kinh Pháp Cú mới có câu dạy mình đó. Thấy không? Nghĩa là cứ việc điều thiện nhỏ cứ làm đi, làm việc thiện hoài lâu ngày nó thành cái thiện lớn. Rồi bây giờ cứ cái ác mà cứ làm hoài, ác nhỏ cứ làm hoài, lâu ngày nó thành cái ác lớn. Hồi xưa có một cái, trong kinh Bách Vụ á, nó có kể một câu chuyện. Có cái ông đó, ông có 5 đứa con. Rồi thì đứa con đầu chết. Rồi cái thì ông đi chôn, ông đi chôn đâu, cái không bao lâu sau đứa thứ hai nó chết. Ông mới nói trời ơi, vì vậy ông mới khám phá ra cuộc đời này thế nào rồi cũng có ngày nó chết. Mà chết lắc nhắc vậy chôn mệt quá, thôi để chôn lần đi cho nó khỏe. Cái ông vô ông giết hết mấy đứa con rồi ông đi chôn lần.
thì Đức Phật gọi cái bài kinh đó là giết con thành gánh. Trong kinh Bách Vụ kể vậy đó. Thì mình cũng vậy. Nói tôi chửi nó hoài, lắc nhắc tôi mệt quá, để tôi chửi một bữa. Chửi một lần cho nó là gây tội một lần. Mà cái điều này á, cũng giống như người ta đụng một cái người đó. Bây giờ nếu mà cái người này tàn tật á, là mình nuôi suốt đời, quay xe lại cán cho nó chết. Cán cho nó chết mình đền 1.500.000 thôi. Vậy mạng người có 1.500.000 à. Và một người nghĩ như vậy, bởi vì cái luật của một cái xứ sở nó như vậy, thì cả người ta sống như vậy, thì cái thế giới này nó bắt đầu sao? Giả điền quấy bổn, toàn là những tư tưởng của hư mục, toàn là những tâm niệm của giả điền, không còn dụng được. Vô tương hà dụng, làm sao dụng được nữa, gọi là tương hà dụng. Rồi thì bây giờ bắt đầu một người như vậy, 100 người, 1.000 người, và cả một cái cuộc sống, cái xã hội, cái quốc độ nó như vậy thì sao? Đại hải phù thi bất cả khả định. Bắt đầu ai cũng trôi nổi kiểu đó. Cho nên á, nếu mà nói về mỗi cá nhân mình tu hành, nếu mình cứ để cho cái tham, cái sang, cái tật, cái xiểm khúc, đủ thứ những cái hồi nãy giờ mình nói đó, nó xâm chiếm mình, thì mình sẽ là một cái đại hải phù thi. Người ta không nói không có nghĩa là người ta thương kính mình đâu, chẳng qua là người ta sợ mình quá. Vì mình là người không còn có cách nào để nói nữa, thì người ta im lặng. Nhưng trong cái im lặng đó, cái oán, cái hờn, lâu ngày mình tổn giảm cái phước. Cho nên tại sao phải ngã niệm? Ngã niệm có đôi khi mình trôi nổi nhiều quá, mình dừng lại coi. Tại sao bây giờ mình như vậy? Cho nên rất là hay. Ngã niệm. Từ vô thủy mình đã có cái tật đó rồi, bây giờ vì vô đây mình thêm cái tật đó nữa. Cho nên hồi xưa quý vị biết tại sao mà bà Mahabasa Ba Đề đi vào tu mà Phật không nhận không? Nếu mình đi đọc lịch sử mà nói Đức Phật kỳ thị quá chừng, người nữ vô tu Phật không nhận, Phật có nguyên do của Phật chứ. Thứ nhất, cái thời Ấn Độ người ta khinh thường người nữ lắm. Người ta khinh thường người nữ, không bao giờ cho người nữ có thể làm những cái việc gì đặc biệt trong xã hội hết. Bây giờ mà nhận họ vô làm một cái người tu mà nghĩa là khất thực rồi đi đứng mà được mọi người kính trọng, vậy làm sao xã hội Ấn Độ chấp nhận được? Cho nên Phật phải giả vờ không nhận, để cho người ta thấy rằng Phật cũng theo cái thời đó. Nhưng người ta mới nói tại cái này là trong cái tình thế. Rồi, điều là thứ nhất. Điều thứ hai là Phật biết rõ cái tâm của con người nữ, tâm của người nữ đủ thứ hết, cho Phật cũng không nhận. Thứ ba là cái người vô sinh Phật tu là ai? Là đương kim hoàng hậu, mà lại là kế mẫu của Phật. Nếu Phật nhận liền một cái thì bà đã là một hoàng hậu trong cung, thì bà sẽ vô trong này, bà làm hoàng hậu của cả các người nữ tu khác. Rồi cộng thêm bà sẽ nghĩ rằng bà là mẹ của Phật, là kế mẫu mà là dì ruột nữa. Cho nên cái tâm đó sẽ không có tốt. Phật 5 lần 7 lượt từ chối. Rồi ngài A Nan phải vào xin để có cái cớ, là ngài A Nan xin mới được. Để làm chi? Mai mốt ngài A Nan giáo giới cho họ nghe. Quý vị đừng có quên nha, quý vị đi tu được là nhờ tôi. Bây giờ tôi chỉ dẫn quý vị phải nghe lời. Chư Tăng chỉ bảo quý vị phải nghe lời. Và đồng thời khi Phật nhận như vậy thì cái nhóm người mà họ sống theo cái phong tục đó, họ nghĩ rằng bây giờ cái giới người nữ này đã có một cái nhóm người đó, họ take care, họ chăm sóc. Cho nên Phật đặt ra bát kính pháp. Người nữ không được, khi an cư phải có chư tăng. Tức là
nói lên cho người ta biết rằng những người nữ này đã có người take care chăm sóc. Chứ khi mình lúc mà Ngài Xá Lợi Phất vô bạch Đức Thế Tôn, sao Đức Thế Tôn không có nhận? Thầy Xá Lợi Phất ơi, thầy không có hiểu nổi đâu. Cho nên Đức Phật có nguyên do của Ngài. Và ta kể một cái câu chuyện, ta kể cái câu chuyện hình thành người nữ mà, hình thành con người á. Thế là Thượng Đế móc một cục đất nắn hình con chó, thí dụ vậy đó. Thì khi mà nắn cái bắt đầu mới dạt 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 cái mấy cái đất dư dục góc, nắn hình gì gì đó, dạt đất bỏ bớt, bắt đầu tới nắn người nam, dạt đất xong rồi bây giờ dư đóng đất dụng này không biết làm gì, thôi nắn hình người nữ đi. Thì trong đó nó có cái đồ dư của con trai, con gái, con khỉ, con gì đó, nó tạp vô đó. Cho nên ta nói trời ơi, cái tánh người nữ nó đa dạng lắm, cái gì cũng có trong đó. Đó là một câu chuyện vui, nhưng mà ý ở đây người ta muốn nói là khó lường. Thì bây giờ nói như vậy thôi, nhưng mà thật sự tất cả chúng sanh, đã là chúng sanh là mang thân ngũ uẩn, cho nên gọi là chúng sanh. Chúng di duyên sanh, tất cả những cái sắc thọ tưởng hành thức nó gom lại để nó hình thành con người, gọi là chúng sanh. Con người mình là do sắc thọ tưởng hành thức có mặt. Sắc là sắc thân, thọ là cảm thọ, tưởng là tưởng tượng của mình, hành là sự giờ vận hành liên tục, rồi thức là nhận biết rõ ràng. Có năm cái này cho nên mình là con người, gọi là con người còn sống. Một khi sắc thân còn đó nhưng mà cái hiểu biết chết rồi, cái thức của mình nó đi rồi, thì coi như là cái xác như là một cái bộ máy mà không còn điện nữa. Nói năng hành động là do điện nó phát, thức nó, cái nhận biết nó biểu cái tai nói, tai chỉ, miệng nói. Một khi cái thức nó, cái nhận biết nó ra khỏi mình rồi thì chỉ còn lại gì? Chỉ còn lại sắc thôi. Thọ cũng hết rồi, hết cảm thọ rồi. Người ta muốn khiêng, muốn vác, muốn thiêu, muốn đốt, muốn đưa lên đưa xuống, ta làm gì làm, thọ không còn, không còn cảm thọ nữa, không còn suy nghĩ tưởng tượng gì nữa hết, gọi là tưởng cũng tiêu, hành cũng không, thức cũng không. Cho nên bốn cái kia nó mất, cái xác còn nằm nguyên đó, ai muốn làm gì làm. Cho nên con người mình còn sống là do sắc thọ tưởng hành thức. Giả điền uế bổn tương hà dụng đại hải phù thi bất cửu đình, ký vô nhất niệm khả tư thân. Mình không có chánh niệm để giữ gìn cái mỗi con người của chúng là, mình nói gọn đó, thứ nhất là cái xác thân, thứ hai là cái thân hiểu biết gọi là huệ. Bây giờ nè, anh có tiền của, anh có cơ hội học để tiến thân, nhưng nếu mà anh đánh mất cái huệ thân thì cái xác thân bình thường của anh cũng mất luôn. Anh có cái huệ thân để nhận biết là xì ke ma túy hay là thế này thế kia không tốt, thì anh phải làm sao để anh nuôi, dụng cái huệ thân để nuôi cái phàm thân, cái xác thân của mình. Nhưng mà mình đã vô tình, mình thiếu phước, không đủ cái trí tuệ để nhận biết, cho nên mình làm một cái điều dại dột mà không nghĩ biết, không nghĩ đến cái thương thân của mình. Cho nên gọi là ký vô nhất niệm khả tư thân, là một chút, một cái suy nghĩ, một không có một chút nào để chúng ta trở về, chúng ta thương mình hết. Pháp Hòa nói ví dụ một cái người mà sống mà cả ngày cứ giận, có như vậy là người biết thương mình không? Đâu có biết thương mình. Cứ để cái giận, cứ để khổ đau tràn lấp, làm cho đen tối cuộc đời, khổ lắm. Cái gì cũng la được, chuyện lớn cũng la, chuyện nhỏ cũng la, bất cứ cái gì mình cũng tháo quát được hết. Ai thương mình cho nổi? Tự mình đã lấy cái, mất cái huệ thân, phải nhận biết cái gì đáng la. Cho nên có nhiều khi á, cái người mà la rải rải riết cái hết ai sợ. Còn cái người không nói nhưng mà la chuyện gì là nó đáng cái chuyện đó, con nít nó sợ. Chứ trong gia đình á, thường thường á, có nhiều khi á,
Cái đứa con nó sợ cha nhiều hơn là tại vì cha ít, rất là ít nói. Chỉ cần ổng nhịn cái thôi là hai chân nó đi hết nổi rồi. Đó. Mà còn người mẹ nó nghiến răng quơ khác mà nó tỉnh quơ. Tại vì nó thấy thôi đại hải phù thi bất cửu đình. À. Cho nên nó có những cái trường hợp vậy. Cho nên Pháp Hòa thì đóng cái vai gọi là gì không? Đóng cái vai ác. Miệng như bắt thằng bố vậy đó. Rỉ rả rầy chỗ này la chỗ kia vậy. Còn sư ông đóng vai ông thiện. À, kêu lên trên phòng, dỗ về, lâu lâu dẫn đi ăn pizza. Chở một cái chiếc xe van có 7 người mà chở 11 đứa. Quẹo cái cua cảnh sát nó thổi lại, nó nói đi đâu mà đông vậy. Chỉ ra làm sao, nó nói tôi dẫn cháu tôi đi ăn pizza. Nó thôi đi đi. Ký vô nhất niệm khả tư thân. Mình có một cái giây phút nào mình biết thương mình không? Pháp Hòa nói ví dụ bây giờ á, mình không có được khỏe, thì tự mình phải biết thương mình. Mình giảm chế những cái gì đó để cho mình khỏe hơn chút. Còn nếu mà mình nói thôi bây giờ bệnh rồi, còn bao nhiêu ngày tháng nữa, cho tôi ăn đi, cho tôi uống, cho tôi hút đi, cho tôi chích đi, không rồi thì cũng được thôi, nhưng mà nó die soon. Cái kia nó die slowly. Rồi bây giờ nếu mà mình không có một chút nào biết giữ gìn chánh niệm để thương mình, thì cái câu kế nó là tất đọa tam đồ quanh chúng khổ. Chắc chắn mình sẽ đọa rơi rớt và những cái khổ nó xung quanh mình. À, Tổ Quy Sơn ngài nói cái câu này: nhất triêu ngọa tật tại sàng, chúng khổ oanh triền bức bách. Một sáng nào đó nằm liệt trên giường bệnh, nhất triêu ngọa tật tại sàng, nằm bệnh đó, ngọa tật tại sàng, thì các khổ nó quanh mình nó bức bách, chúng khổ oanh triền bức bách. Hiểu tịch tư thổn, trời ơi hiểu được rồi, tâm lý hồi hoàng, bàng hoàng quá. Tiền lộ mang mang, phía trước mịt mù, biết đi về đâu vị tri hàm vãn. Tùng tư thủy tri hối quá, bây giờ suy nghĩ lại hối hận quá. Tùng tư thủy tri hối quá, lâm khát quật tỉnh hề vi, đến hồi khát nước mới đào giếng thì làm sao kịp. Lâm khát tức là lâm vào cái cảnh khát nước á, quật tỉnh tức là đào giếng. Hề ví sáu kiếp, lâm khắc quật tỉnh hề, tự hận tảo bất dự tu, giận mình sớm không chịu tu. Niên vãng đa chư quá cửu, một năm trôi qua thì trên đầu mình nó đầy những sợi tóc bạc, đầy những cái sự lỗi lầm. Quá cửu tức là nhiều lắm, nhiều lỗi lầm lắm. Một năm trôi qua nhiều lỗi lầm lắm. Bây giờ mình nói tam đồ là gì? Tam đồ là ba đường: đao đồ, thủy đồ, hỏa đồ. Hay nói cách khác là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Bây giờ ba cái đường này nó đi đôi với nhau. Đao đồ là cái cảnh giới mà chết vì chặt. Thì cái gì mà chết vì chặt? Con vật. Cho nên đao đồ nó đi với súc sanh. À, thủy đồ là nói về cái gì? À, nói về nước phải không? Nó đi với ngạ quỷ. Đao đồ, huyết đồ tức là máu me. Ngạ quỷ họ không có nhìn cái gì mà ra đồ ăn hết á. Thí dụ Pháp Hòa nói ví dụ ha, cái phước của con người mình á, nhìn nước là nước sạch cho nên mình uống được. Chư thiên phước cao hơn mình, nhìn ly nước của mình ta không dám uống, ta nói trời ơi vi trùng không. Cái vì cái phước của người ta nó cao hơn. Bây giờ nói cái phước người ta cao hơn là giống như người ta có kính hiển vi vậy đó. Ta rọi vô cái ly nước mình ta không dám uống, ta nói quá nhiều vi trùng. Còn mình không có kính hiển vi, cho nên mình uống nước cái ực đó. Nhưng mà ngạ quỷ lại càng không dám uống, vì họ cầm ly nước họ thấy máu. Có gọi là huyết đồ nó đi với ngạ quỷ. Còn hỏa đồ tức là cái cảnh lửa.
Mà cảnh lửa thì nó đi với ngạ quỷ, địa ngục. Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh thì nó đi đôi với ba là chết về đau, chết về nước là họa huyết đồ đó, chết về lửa tam đồ. Rồi bây giờ tất cả những cái gì nãy giờ mình nói đó là nó thuộc về cái phần tự mình nói ra. Nghĩ lại mình có những cái lỗi lầm như vậy, như là bội nghĩa vô cô thân hủy sư trưởng, như là mạng Phật khinh tăng bán đại thừa, như là đam dâm thị tủ vũ hoang mê, như là chúng nhân tài vật tứ xâm mãn, như là hư cuốn khi vua cảnh lợi danh, như là đấu cấu thị phi tranh nhân ngã. Cho mỗi câu đều là những cái lỗi lầm của mình. Rồi bây giờ mình nói hết ra rồi, cuối cùng bắt đầu mình mới cầu nguyện. Hồi nãy là mình sám hối nè, bây giờ mình bắt đầu mình xin được cái sự ủng hộ mình. Ngưỡng nguyện bổn sư vô lượng thọ. Ngưỡng nguyện tức là con ngưỡng trong. Bổn sư là thầy của con. Vô lượng thọ là tên khác của Đức Phật Di Đà. Bởi vì Đức Phật Di Đà có ba chữ A Di Đà có ba nghĩa: vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức. Mình gọi ba tên này cũng đều chỉ cho Phật Di Đà hết á. Cho bây giờ ở trong này đó là thay vì nói là ngưỡng nguyện bổn sư A Di Đà Phật thì bây giờ dùng cái từ khác là ngưỡng nguyện bậc thầy của con tên là vô lượng thọ, tức là chỉ cho Đức Phật Di Đà. Cho nên hai cái chữ bổn sư á, là mình nhận vị đó là thầy mình. Cho nên mình niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thật ra chữ bổn sư là mình thêm. Đúng cái danh hiệu của Phật chỉ là Thích Ca Mâu Ni thôi. Nhưng bây giờ mình nhận Thích Ca Mâu Ni Phật là thầy của con, cho nên mình thêm hai chữ bổn sư. Rồi bây giờ người ta hỏi vậy chứ bổn sư của đạo hữu là ai? Ý người ta muốn hỏi là ông thầy quy y cho mình á, không? Thì nói dạ bổn sư của con là vị thầy đó, thầy đó. Cho nên cái chữ bổn sư trong trong chùa chiền người ta thường dùng là ý chỉ cho vị thầy của mình. Thí dụ bây giờ mình xuất gia rồi thì mình phải trả lời cái vị thầy xuất gia cho mình của mình là ai. Cho nên cuộc sống của mình nó nhiều thầy lắm. Thầy mà cạo tóc cho mình á, để mình được đi tu á, gọi là thầy thế pháp, gọi là thế pháp bổn sư. Rồi thầy mà dạy cho mình tu á, thấy không, thì gọi là truyền pháp. Thầy truyền pháp cho mình, truyền dạy cái giáo pháp cho mình. Rồi có những vị thầy cho mình cái giới, tức là thí cho mình cái thầy thọ giới, cho nên là gì, truyền giới bổn sư. Cho nên cuộc sống của mình nhiều bổn sư lắm. Nhiều khi cha mẹ mình sanh mình ra nhưng mà đều gửi mình tới trường học. Vì vậy trong cuộc đời mình có nhiều thầy không? Có nhiều cha mẹ không? Có chứ. Cha mẹ sinh cái thân này gọi là cha mẹ. Còn cha mẹ mà sinh cái sự hiểu biết của mình cũng là cha mẹ. Cha mẹ của sự hiểu biết. Cho nên trong Phật giáo Việt Nam mình mới có bàn tổ đó. Tại sao ở phía sau nhà chùa Việt Nam có cái bàn thờ tổ ngay giữa? Đó là thờ tổ tiên tâm linh của mình. Tổ tiên tâm linh đó là người đã chỉ dẫn cho mình sự hiểu biết trong đời. Còn hai bên đó, gọi là tổ tiên huyết thống, tức là người đã cho mình cái thân thể này. Tổ tiên huyết thống là hai bên bàn vong nam vong nữ. Còn tổ tiên tâm linh là bàn thờ tổ, lịch đại tổ sư. Chữ lịch là gì? Chữ lịch là trải qua nhiều thời đại, gọi là lịch đại, trải qua nhiều thời đại. Cho bây giờ hồi xưa Việt Nam ta lại á, nhất tâm đảnh lễ Tây Thiên. Tây Thiên là Ấn Độ á. Đông Độ là chỉ cho Việt Nam với Trung Quốc, Trung Quốc ha. Rồi bây giờ mình phải lại thêm là Tây Thiên, Đông Độ, Việt Nam. Qua tới nước ngoài mình thêm câu gì nữa? Mỹ Quốc. Mỹ Quốc, tại vì truyền pháp, có những vị đã truyền pháp qua tới xứ Mỹ này. Mà người đầu tiên mang Phật giáo ra Mỹ Quốc này là một vị thầy người Nhật Bản. Mang Phật giáo đầu tiên qua bên Hawaii, hồi xưa là gọi là Hạ Uy Di. Rồi từ từ bắt đầu mới truyền dài xuống cho tới bây giờ.
cho quý vị biết là ngày nay mình được như thế này là mình đã trải qua được sự truyền thừa của nhiều vị tổ. Thí dụ bây giờ ở đây mình có Hòa Thượng Khai Sơn. Hòa Thượng là người đã khai sáng ra ngôi chùa này. Rồi đây sẽ có những vị thầy khác kế thừa. Thì mai mốt mình sẽ có 5, 10 thầy, 20 thầy, 30 thầy. Thì chúng ta trường hợp đó chúng ta là lịch đại, trải qua hết thời đại này tới thời đại khác, lịch đại tổ sư. Bây giờ quý vị hiểu cái chữ lịch đại tổ sư vậy đó. Chờ giờ quý vị hỏi là, ô bây giờ con ra bằng tổ con lại cái gì, con nói làm sao? Mình đứng ngay bằng tổ mà nói nhất tâm đảnh lễ lịch đại chư vị tổ sư là đủ rồi. Con xin kính lễ tất cả các vị tổ sư qua từng thời đại. Cho nên ngài sư ông Làng Mai dịch cái câu đó bằng một cái ngôn từ tiếng Việt: nhất tâm kính lễ lịch đại liệt vị tổ sư qua các triều đại, từ Thiên Trúc đến Việt Nam, từ Ấn Độ qua tới Trung Quốc, Việt Nam và dài xuống. Bây giờ mình kính lại Đức Phật Vô Lượng Thọ là ý muốn chỉ cho Phật Di Đà đó. Kế đến mình mới nói hai cái người mà hậu cận của Đức Phật, gọi là Quan Âm Thế Chí Thánh Hiền Tăng. Quan Âm đứng bên tay trái của Phật, Thế Chí đứng bên tay phải của Phật. Phật A Di Đà, Đức Quan Âm Bồ Tát, Đức Thế Chí Bồ Tát, chúng ta gọi là Tây Phương Tam Thánh, chứ không phải là Tam Thế Phật. Hồi nhiều vị không có rành á, cứ gọi theo cái thói quen là Tam Thế Phật, là Quan Âm, Di Đà, Thế Chí, gọi vậy không đúng. Tam Thế là ba đời. Mà muốn nói ba đời Phật á, thì phải nói là Phật Thích Ca, Phật Di Đà, Phật Di Lặc. Đức Phật Di Đà tượng trưng cho quá khứ, Đức Phật Thích Ca tượng trưng cho hiện tại, Đức Phật Di Lặc tượng trưng cho vị lai. Cho nên nói Tam Thế Phật là ba vị Phật, chứ không phải Quan Âm, Di Đà, Thế Chí chúng ta gọi là Tam Thế, mà chúng ta gọi là Tây Phương Tam Thánh, hay gọi là Di Đà Tam Tôn. Tây Phương Tam Thánh là ba vị Thánh ở cõi Tây Phương, còn Di Đà Tam Tôn có nghĩa là ba vị tôn quý trong cái cảnh giới cực lạc. Còn thí dụ như là Phật Thích Ca ngồi giữa, Đức Văn Thù ngồi bên, Đức Phổ Hiền ngồi bên, chúng ta gọi là gì? Hoa Nghiêm Tam Thánh, hay là Ta Bà Tam Thánh. Còn nếu mà Phật Dược Sư ngồi giữa, Đức Nhật Quang Biến Chiếu đứng bên, Đức Nguyệt Quang Biến Chiếu đứng bên, thì chúng ta gọi là Dược Sư Tam Tôn. Quan Âm Thế Chí Thánh Hiền Tăng, đồng triển oai quang phủ chiếu lâm. Xin ba vị hãy cùng một lúc phóng ánh sáng lớn ra, phóng quang, mà phóng quang lớn, ta là đồng triển oai quang. Phổ là làm cho nó, phủ là gì? Phủ là phủ trùm lấy con, phủ trùm lấy con, chiếu đến con, phủ trùm con. Và ý là Phật cho con cái ánh sáng. Hôm qua mình nói phản quang, hồi quang phản chiếu đó. Quan Âm Thế Chí Thánh Hiền Tăng, đồng triển oai quang phủ chiếu lâm. Các ngài hãy soi chiếu cho con. Thế nào gọi là hào quang? Thường thường mình hay gọi hào quang. Hào nghĩa là gì? Từng cái ánh sáng mà nó đi ra từng sợi nhỏ nhỏ nhỏ, vậy kêu là hào. Hiểu ý không? Cho nên quý vị thấy hào quang của Phật mà người ta làm, nó chiếu từng sợi ra, từng cái tia nhỏ nhỏ nhỏ, thì cái tia nhỏ nhỏ gọi là hào. Quang là sáng, ánh sáng mà chiếu nhỏ 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 gọi là hào quang. Vậy thì bây giờ xin thưa đại chúng, mình có hào quang không? Có. Pháp Hòa ví dụ ha, mình thấy một cái người Phật tử mới đến, chào anh đến lễ Phật, một cái việc làm rất nhỏ nhưng mà mình làm cho người ta thoải, người ta nhẹ nhàng, là người ta vô mà biết, ta biết ai tiếp người ta, thấy lạ lạ, đứng nhìn nhìn,
Còn nhiều khi đi xuống dưới, lên lầu có người nào lạ lắm, để ý họ một chút. Hào quang kiểu đó làm chi? Ta đến chùa rồi, mình phải là, bây giờ thí dụ lỡ người ta có cái tâm không tốt, ta đến với mình đi, nhưng mà nhờ cái hào quang tốt lành của mình á, phải không? Mình phủ lấy người ta bằng Di Đà là thanh tịnh, tâm thanh tịnh của mình, bằng Quan Âm là lòng từ bi của mình, bằng Thế Chí là cái sức nhẫn chịu của mình. Mình đến với mọi người bằng ba vị thánh này là mình sẽ làm cho người ta thoải mái vô cùng. Hào quang đó. Mời anh ăn cơm. Dạ tôi ăn rồi. Không sao, anh ngồi ăn miếng bánh ngọt. Hào quang đó. Ta lại ta nói, chị ơi chị, tôi đồ kho tôi mặn quá, chị cho tôi thêm miếng cơm. Ăn dữ vậy. Tắt nghẽn hào quang. Cho nên mình có hào quang, mình không có chịu chiếu. Mình lấy, mình phải phóng ánh sáng đó, phải không? Cho nên quý vị thấy Phật Di Đà không? Ngài đứng làm sao? Tay phải ngài cầm hoa sen, ngài để đây nè. Tay trái ngài duỗi xuống. Duỗi xuống là tiếp rước người ta, đưa người ta đến cái chỗ thanh tịnh này nè. Hồi nãy người ta đến với mình, có thể người ta đến bằng cái tâm không lành. Cho nên á, khi xưa bùng vẫn là bùng, nhưng nhờ sen nở nên bùng mới nên danh. Nếu mà bùng mà không có sen thì bùng lẫn là bùng. Nhưng mà nhờ có sen cho nên ta thấy giá trị của bùng. Tâm mình cũng thế. Chứ mình tập, cái này là một sự tu tập chứ không có gì gọi là lý thuyết. Nó trời nói nghe dễ, đúng. Nói nghe dễ mà làm không dễ, cho nên là tri dị hành nan. Tri dị là biết thì dễ lắm, nhưng mà hành thì nó khó. Nhưng mà mình làm được thì mới gọi là tu. Cho nên mỗi ngày chúng ta đều phóng hào quang hết, chứ không phải đợi tới thành Phật mới phóng hào quang. Việc nhất nhỏ thôi. Như Pháp Hòa nói, trời lâu quá không có ăn xôi lá cẩm dừa ha. Bữa nay mình ăn xôi lá cẩm nha. Có bánh tráng, bánh phồng gói nha. Rồi có một chú gọi là nạo dừa, mà trời nạo mà nguyên chất Việt Nam luôn. Có cái cây cái cây cạo, cái cây nạo dừa ở Việt Nam mình nó tròn tròn, nó có cái cây gì nè. Mình ngồi trên cái bộ ly quăng đó, mình ngồi trên đó rồi mình cạo, rất Việt Nam. Mà bây giờ kiếm mấy cây đó khó lắm. Mà Pháp Hòa thấy mấy cây đó Hòa thích lắm. Hồi trưa Hòa nói, chú đem ra cho Hòa coi một chút. À, đem ra nó hơi lai lai. Giờ người ta nghĩ nó cách nó tối tân. Nhưng mà quý vị nhớ cây Hòa nói không? Nó đen đen mà cái cây nó tốt lắm. À, rồi bữa nay hồi trưa này ngồi nói chuyện nấm mối, nấm mối. Chú Phật tử có một miếng nấm mối về nấu cho Hòa miếng canh. Mấy chục năm mới ăn được lại tô canh nấm mối. Trời ăn nó ngon. Thì mình nói ví dụ vậy. Cho nên á, chút xíu đó thôi là hào quang rồi. Cho nên nhiều khi mình thấy một cái người khổ á, mình không có làm được gì hết á, lời an ủi: thôi kệ đi anh, nhà nào cũng có cái khổ, bất quá là có người nói người không thôi, chứ không có ai hơn ai đâu. Rồi thời gian rồi sẽ qua. Quý vị nhớ cách đây mấy năm mình trợ lực cho một vị khổ lụy trong trong cái trường hợp gia đình của người ta. Và Pháp Hòa có nói với bà, Hòa nói times will heal you, thời gian sẽ lành lại cái vết thương. Mà hồi trưa này ngồi nói chuyện 4 năm rồi, khi nhắc lại câu chuyện đó là đã qua 4 năm, bây giờ người đó nhẹ hơn, thoải mái hơn. Cho quý vị thấy những cái việc làm nhỏ nhỏ của mình là hào quang hết á. Pháp Hòa ngồi đó chứ Pháp Hòa thấy hào quang quý vị đến với Pháp Hòa nhiều lắm. Người cho miếng nước nóng, người cho xăm ly xăm bổ lượng. Cô Diệu Chiếu rất là dễ thương, mới vừa ngồi xuống bưng ly dâu lại liền. Phải không? Không có nhớ nghĩ làm sao làm được việc đó. Cho nên tất cả đều là hào quang hết. Hằng ngày chúng ta đều có ánh sáng đó hết. Ánh sáng sống đẹp, ánh sáng sống dễ thương. Nhưng mà chúng ta phóng bằng cách nào? Chúng ta không phóng dồn dập, mà chúng ta phóng rất nhẹ nhàng. Mà phóng từ đâu? Phóng từ đỉnh đầu của mình. Đúng không? Hào quang phóng từ đỉnh đầu của Phật. Từ ở trên cái cao thượng của mình, chứ không có cái gì gọi là
gọi là có cái ý mưu đồ gì đó hết, từ trên cái tâm cao thượng gọi là đỉnh đạo và sự sáng biết đó. Cho nên thưa đại chúng, mỗi ngày chúng ta đều là những người có Đức Di Đà, có Đức Quan Âm, có Đức Thế Chí phủ lấy mình, che lấy mình, giúp cho mình có sáng suốt. Và bây giờ mình phải phóng cái đó ra, đồng chuyển quay quang phổ chiếu lâm. Để làm gì? Để cộng tứ minh gia hàm cứu bạc, thầm giúp cho con, gia hộ con. Minh gia là gì? Là sự thầm giúp đỡ. Có nhiều khi người ta giúp mình mà ta âm thầm lắm. Trong cuộc đời này có những vị là kim cang mật tích, người ta làm việc lớn mà người ta muốn ẩn danh, ta không có muốn nổi. Cho nên á, ai mà vô chùa đó, người ta nói tôi cúng chùa 100, hỏi dạ xin lỗi cho tôi được ghi tên. Thôi thôi đừng ghi gì, thì mình phải liền lấy cây viết mình ghi vô trong sổ, ẩn danh cúng dường 100, chứ không nên để vô danh. Người ta có danh chứ, nhưng mà người ta ẩn thôi, chứ người ta đâu phải vô danh. Tại người ta tu người ta ẩn danh, mai mốt sửa chữ lại, ẩn danh. Người ta làm mật tích. Có những người người ta làm việc như là kình sơn, là bưng cả quả núi. Nhưng có những người người ta làm việc nhỏ như là cầm cái kẹp kẹp áo cho thầy thôi, gọi là gì? Cầm chài trì sử. Sử là cái chài nhỏ nhỏ thôi. Nhưng mà trong cuộc đời này có người làm việc lớn phải có làm người làm việc nhỏ. Chẳng hạn như cái cô Đào, anh Kép. Đào với Kép là hai người. Ta lên sân khấu người ta đẹp quá chừng, cũng nhờ cái người phía sau sân khấu kẹp cái tóc cho người ta, sửa cái tóc lại, quẹt cái chân mày lại. Cái người mà kìa phóng viên á, mà người ta để ý cái người được phỏng vấn á, người ta phải chỉ dẫn là ngồi làm sao, nói làm sao để cho mình nhìn vô cái tivi. Mình không có quen, tự nhiên bị người ta phỏng vấn trước tivi mà không quen. Nhưng mà cái người kia ta quen, ta chỉ mình. Đó, ta làm cái việc nhỏ nhỏ đó thôi là phóng hào quang. Và đại chúng thấy cái điều này nó gần gũi với mình phải không? Đồng chuyển quay quang phủ chiếu lâm, cộng tứ minh gia hàm cứu bạc, âm thầm giúp đỡ con. Chữ bạc là gì? Chữ bạc là nhổ ra, nhổ sạch ra. Cho nên mình mới có cái bài thần chú á, bạc nhất thiết nghiệp chướng căn bổn, đắc sinh tịnh độ đà la ni. Biết bài chú đó không? Nam mô A Di Đà bà dạ đó. Nhưng mà tại vì lâu nay mình gọi tắt là chú vãng sanh, chứ thật ra cái bài chú đó có tên đầy đủ là bạc nhất thiết. Bạc là nhổ cho sạch những cái nghiệp căn bản của mình, nghiệp chướng căn bản, để mình được sanh về tịnh độ. Cứu bạc là xin hãy cứu cho con đến tận cùng, cứu mà cứu tận cùng, cứu bạc. Cho nên Đức Đại Nguyện Địa Tạng Vương, chúng ta gọi Ngài là gì? Chúng ta niệm danh hiệu Ngài, Nam Mô Minh Vương Cứu Khổ. Minh Vương Cứu Khổ Bổn Tôn, cứu bạc minh đồ, nhổ cho sạch, cứu cho sạch những người ở trong cái cõi u tối. Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Thật ra tên của Ngài chỉ là đơn giản là Địa Tạng Vương Bồ Tát thôi. Nhưng mà bây giờ cái việc làm của Ngài nó quá chừng lớn lao, cho nên mình phải ca ngợi Ngài thêm chút. Minh Vương Cứu Khổ Bổn Tôn Cứu Bạc Minh Đồ Đại Nguyện Địa Tạng Vương, cộng tứ minh gia hàm cứu bạc. Cho nên đại chúng cứ làm cái việc minh gia, âm thầm giúp đỡ. Ai cần cái gì mình âm thầm mình giúp đỡ. Có những cái không cần phô trương gì hết, cứ âm thầm mà làm. Quý vị biết không, Pháp Hòa giờ hàng ngày và không biết bao nhiêu cái email gửi vô, chuyện đời, chuyện tôi gì tùm lum, hỏi đủ chuyện hết trơn, trả lời đâu có kịp đâu. Bây giờ khuya trả lời, ngồi đâu trả lời. Vô thỉ kim sanh chư tội chướng, từ xưa đến nay, từ vô thỉ cho đến đời này. Vô thỉ là không có bắt đầu, kim sanh là ngay cả đời này luôn. Trời ơi, con tội chướng không biết bao nhiêu. Lục căn tam nghiệp chúng khiên vu, sáu căn ba nghiệp nó làm cho con gây nhiều cái lỗi lầm.
Có con mắt thì có cái tội của mắt, có cái tai thì có cái tội của tai. Con mắt thay vì để nhìn bằng cảm thông mà mình nhìn người ta bằng ghét bỏ. Có cái lỗ tai để lắng nghe, nó đừng nói, nó mệt quá. Cho nên mình làm những cái tội khiên vu. Chữ khiên là gì? Chữ khiên nghĩa là những cái lỗi lầm á. Bây giờ xin cho con nhất niệm viên quang tội tánh không. Một khi mà con quay trở về được ánh sáng của con thì tội đó hết. Nhưng mà cái chữ tội này là gì? Những gì mà con làm xin dứt, không làm nữa. Để làm gì? Đẳng đồng pháp giới hàm thanh tịnh, cùng với pháp giới chúng sanh đều được thanh tịnh hết. Đó là bài sám ngã niệm. Cái pháp giới có nghĩa là ở trong cái câu này nó chỉ đơn giản là cho tất cả mọi loài, mọi người đều được trở về cái chỗ thanh tịnh hết. Thí dụ như bây giờ cái ly nước nó có cái bản chất thanh tịnh của nó, nhưng mà mình vì cái ly nước đó mình gây lộn. Cho mọi việc, mọi sự, mọi vật nó có đều có cái sự thanh tịnh, mình cũng có sự thanh tịnh đó. Nói chung là mọi việc nó đều có cái bản chất thanh tịnh, nhưng mà tại mình khuấy động, mình kiếm chuyện, mình khuấy động lên cho nên có việc. Ở trong cái nghi thức lễ an vị Phật á, người ta hay tụng cái câu này. Người ta trích đoạn của cái bài sám ngã niệm, người ta tụng từ cái chỗ ngưỡng nguyện bổn sư vô lượng thọ tụng tới hết. Trời, nhiều khi sám mà ta tụng tắt, ta tụng không có, người ta cắt ngang một đoạn, ta bắt đầu từ cái câu này. Chẳng hạn như cái bài một lòng mỏi mệt không nài, mà nếu mà đi cầu siêu á, không cần tụng nguyên bài, cắt ngang nửa đoạn tới cái chỗ mà các vị Bồ Tát bây giờ đứng trong, tụng dài cho tới hết. Rước con thật đã nên đông, nội trong giây phút thải đồng về tay. Thí dụ vậy đó. Rồi đi tụng bài sám tống tán, tới có một đoạn nào mình trích đoạn: vong hồn ơi hỡi vong hồn, cuộc đời nay biển mai cồn, tỉnh chưa? Ai mà không tỉnh thì cũng là vong hồn hết đó. Có hồn mà không biết giữ cho nên là vong hồn. Thôi thì hôm nay chúng ta cố gắng ngồi cho hết cái bài sám ngã niệm này. Để chỉ muốn nói một điều thôi, là lúc nào chúng ta sống và chúng ta tu thì quay trở về niệm mình một chút. Niệm mình ngày hôm nay mình sống như thế nào, mình làm như thế nào, để cho cái đời tu của mình nó được trọn vẹn. Còn không á, mình tu thì cũng có đó. Niên cao lạp trưởng, niên cao là tuổi đời mình cao, tuổi hà lạp trưởng là tuổi đạo mình nhiều rồi, nhưng mà thật sự mình không có được gì hết thì nó uổng đi. Mình làm Phật sự nhiều năm, mình là người tu nhiều năm mà mình không được gì hết thì nó rất uổng. Người ta trọng mình là bậc tiền bối, một vị tôn đức, nhưng mà nếu mà mình không có cái sự trở về, mình quán niệm là mình cứ sống theo cái kiểu là đại hải phù thi bất cửu đình thì nó uổng vô cùng. Cho nên quay trở lại phản quan tự kỷ. Xin chúc đại chúng an lạc.